Chương 62 Sử quyết Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Chương 62 Sử quyết thảo giới người này còn có việc ác Vương luyện nhìn xem ý thức tan rã chưa thanh tỉnh thảo giới, lên tiếng hỏi Khí hành chu thiên cường giả, tại ma hoàng hàng lâm trong chiến tranh có thể nói chủ lực, vết chi tự nhiên cẩn thận Vương luyện thiếu hiệp, thảo giới người này tội ác chồng chất, cướp bóc tứ phương, trong tay thi cốt buồn thiêu tội lỗi chồng chất, không biết có bao nhiêu thương khách du buôn bán bởi vì hắn thê ly tử tán cửa nát nhà tan, kính xin vương luyện thiếu hiệp trượng nghĩa cầm kiếm, trừng phạt gian trừ ác, đưa hắn chém giết, còn con rùa đen bờ biển trên đất Thái Bình. Thường Thiên Thanh liền vội vàng đứng lên chắp tay khẩn cầu. Bọn hắn thường nhạc thương hội cũng định đem thương hội dời đến Thủy Nguyệt Bình Nguyên Hồng Diệp Sơn Trang Vùng, tương lai muốn tại kệ bên này việc buôn bán, thảo giới bất tử, Đối với thường nhạc thương hội mà nói chính là cực lớn uy hiếp. Ngược lại là Đang Khoát Hải, nhìn Thảo Giới một mắt, trầm ngâm một phen. Vương Luyện Sư đệ, Thảo Giới trên tay xác thực có không ít người mệnh, có thể theo ta được biết, cũng là sự tình ra có nguyên nhân, hắn có một vị ngoài 50 tuổi lão mẫu, thân hoạn bệnh nặng, cần được đại lượng thảo dược trị liệu mới có thể duy trì bất tử, những thảo dược này giá trị liên thành, khiến cho hắn mỗi một tháng đều được tiêu hao mấy ngàn tiền tài. Bất đắc dĩ hắn không thể không ra ngoài cướp bóc, dùng duy trì lão mẫu tánh mạng, ngoài ra, hắn ra tay cướp bóc lúc cũng cũng. Không phải là một trận làm sát không lưu lao động chân tay, thường thường chỉ có người phản kháng mới có thể đưa tới hắn huyết tinh thủ đoạn, lúc khác, ngược lại là chỉ cầu tài, không sát hại tính mệnh. Trên tay hắn thi cốt buồn thiêu lại là sự thật. Đang khoác hải nhẹ gật đầu. Sát thực như thế, vi dựng đứng uy danh, người phản kháng hắn tất trảm thua chỉ là do ở đưa hắn đánh chết, cái kia lão mẫu tất nhiên đã chết, mà không ít hiệp sĩ mặc dù muốn bỏ vốn cứu hắn lão mẫu, lại bởi vì bệnh nặng cuốn thân, gánh nặng quá lớn, lòng có dư mà lực chưa đủ, một thi lưỡng mệnh xuống, không ít giang hồ hào hiệp rõ ràng có chém giết năng lực của hắn, lại cũng không nên ra tay. Ra sao chứng bệnh? Không biết, khí huyết lưỡng suy, cần thời khắc hữu ít khí bổ huyết dược vật duy trì, nguyệt đồng đều chi tiêu 6.000 kim, mà lại không cách nào trị tận gốc không cách nào trị tận gốc. Vương luyện ánh mắt rơi xuống dần dần tỉnh lại thảo giới trên người. Ngươi cướp bóc thương khách, tội không thể tha, ta không tiện nói một ít hiên ngang lẫm liệt nói như vậy chỉ trích ngươi, nhưng có thể dư ngươi lấy công chục tội cơ hội. Ngươi thắng vương hậu kẻ bại khấu, muốn giết cứ giết, cái đó đến nhiều như vậy nói nhảm. Thảo giới vẻ mặt lộ vẻ sầu thảm ngắt lời nói. Mẹ của ngươi ở đâu? Ngươi muốn làm gì? thảo giới trong mắt bắn ra ra hung quang. Thảo giới chỗ, mẫu thân hắn bình thường sẽ không rời xa hắn mười dặm chi địa. Mười dặm. Vương luyện hờ hững chuyển hướng thảo giới. Mẹ của ngươi không dược có thế trì, nhưng ta niệm tình ngươi tu hành không dễ, ngươi như hiệu lực ta, ta có thể chuẩn ngươi lập công chuộc tội. Ngươi nếu có thể cứu mẫu thân của ta, ta sẵn sàng góp sức ngươi thì như thế nào? Ta sẽ không cứu nàng, nàng bệnh chết hay không ta không quan hệ, ngươi sợ tác sở vi, bất quá là mình cứu rỗi, vì ngươi những năm này cướp bóc thương khách trên tay dính đầy máu tươi hoàng lại tội nghiệp. Ngươi! Thảo giới vẻ mặt tức giận. Mẫu thân của ta như bởi vì ngươi mà chết, ta tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Tử không giáo phụ chi qua, ngươi mỗi lần hành hung mẹ của ngươi tại mười dặm ở trong, nàng đối với ngươi sợ tác sở vi tất nhiên rất có chỗ nghe thấy, có thể tiếp tục mấy tháng, nàng lại chẳng quan tâm, vì cầu mạng sống, tùy ý ngươi không ngừng hành hung, hại người ít ta, như thế ác phụ, bệnh nặng cuốn thân cũng là thiên đạo sáng tỏ. Vương luyện ngữ khí lạnh lùng. Cho ngươi ba cái hô hấp thời gian lựa chọn, mẹ con các ngươi cùng chết, hay vẫn là nàng một người chết mà ngươi dùng thân còn tội. Thảo giới trong mắt hiện lên ra một tia thống khổ, có thể cái kia dính đầy máu tươi tay phải lại chậm rãi hướng phía đai lưng vị trí di động. Cái này một tia mờ ám cũng không tránh được vương luyện ánh mắt, xem ra, ngươi đã làm ra lựa chọn. Ta như ngươi mong muốn. Nói vừa xong, vương luyện trong tay bảo kiếm bỗng nhiên động. Không. Thảo giới hét lên một tiếng hướng bên hông chập tới, có thể tốc độ của hắn làm sao có thể cùng gần trong gan tất vương luyện sánh vai. Phốc. Một đạo hàng quan trong nháy mắt từ thảo giới mi tâm xuyên thủng mà qua, sau một khắc, vương luyện bước ra trở ra sắp chết phản công thảo giới đột nhiên từ bên hồng rút ra một thanh nhuyễn kiếm, hàng quang bốn phía, có thế còn không kịp đâm ra, đã tự như bị rút sạch toàn thân khí lực, ánh mắt tan rã, té xuống, dần dần mất đi sinh lợi. Đào cái hố chôn, để tránh dẫn phát ôn dịch. Vương luyện đối với đang khoác hải nói một tiếng, một lần nữa trở lại xe ngựa. Vâng. Đang khoác hải lên tiếng, một lát, thăm dò tính hỏi thăm. Cái kia mẫu thân hắn, sinh tử có thường định số tránh khỏi chết chi tướng đến lại làm loạn thái bình chưa đủ vi tiết vương luyện nói một tiếng đem sự tình định ra thấy thế đan khoác hải không thiệt nhiều nói lại để cho người phân công hai vị tiêu đầu đào cái hố chôn kỹ thảo giới đội ngũ tắt thì lại lần nữa về phía trước đối với đan khoác hải bọn người nội tâm ẩn ẩn có chỗ bất an thường thiên thanh nhưng lại không băn khoăn quá nhiều trước đoàn xe đi sau lúc này đến đây chúc mừng đa tạ vương luyện thiếu hiệp, hôm nay nếu không vương luyện thiếu hiệp bảo vệ, ta thường nhạt thương hội sợ muốn tán gia bại sản, đến lúc đó, ta chỉ có vừa chết dùng tạ thương hội mọi người tín nhiệm, thỉnh vương luyện thiếu hiệp thụ ta cúi đầu. Chỗ chức trách, hội nghị thường kỳ trường không cần như thế, mời trở về đi, hồng Diệp sơn trang buông xuống. Vương luyện nói. Thường thiên thanh gặp vương luyện không muốn cùng chính mình quá nhiều nói chuyện với nhau, không hảo cường cầu, để tránh khiến cho vương luyện không vui, lập tức lại lần nữa chắp tay nói tạ, trở lại nhà mình xe ngựa. Theo thường thiên thanh trở lại, thường vũ hình có chút mê luyến nhìn xem vương luyện biến mất tại xe ngựa màn xe ở bên trong, đột nhiên nói một tiếng. Phụ thân, ta muốn tập võ, nhập cung luân học kiếm. Ngươi! Thường thiên thanh nhìn thoáng qua thường vũ hình, có chút tiếc hận. Như ngươi thân là đàn ông, có này chí hướng, ta thì sẽ cho ngươi đạt được ước muốn, không biết làm sao ngươi chỉ là một kẻ con gái múa đau múa thương, thật sự. Con gái chi thân lại có thể thế nào? Trên thuyền buôn hàng gia tiểu thư hàng đại cảm giác không phải là vứt bỏ nữ công mà tập đao kiếm. Hàng gia chính là đinh châu đại tộc, gia tộc bọn họ bên trong đích con cái có thể học kiếm, ta thì như thế nào không thể. Dưới mắt trước mặt chúng ta liền có công luân cao túc, không bằng chúng ta cái này tiến lên, lại để cho vương luyện thiếu hiệp thay dẫn tiếng. Vương luyện thiếu hiệp hạng gì thân phận? đó là công luân phái bách điểu phong phong chủ thân truyền đệ tử, chúng ta tiểu nhân vật có gì tư cách lại để cho vương luyện thiếu hiệp dẫn tiến. Phụ thân, ngươi năm đó không phải tại kiến nguyên thành đều phòng đấu giá dụng ba vạn kim chụp một khối lục phỉ thúy sao? Vật ấy sản chính mình kinh hủy diệt võ thần lăng, cầm cầm này ngọc có thần thanh khí minh hiệu quả, thần dị phi thường, nói không chừng vương luyện thiếu hiệp hội cảm thấy hứng thú. Cái kia khối lục phỉ thúy. Đây chính là giá trị ba vạn kim thường thiên thanh có chút đau lòng tiền tài bất quá vật ngoài thân lần này kinh nghiệm ngươi có lẽ minh bạch nếu không có hùng ưng tiêu cục mấy vị tiêu đầu cùng với vương luyện thiếu hiệp xuất thủ tương trợ chúng ta há có thể bình yên dời đến hồng diệp sơn trang chúng ta thường nhạc thương hội muốn phát triển lớn mạnh xứng đáng giang hồ thế lực ắt không thể thiếu phụ thân dưới gối không con con gái nguyện thay thế phụ thân nhập côn luân môn hạ kết giao côn luân đệ tử cho ta thường nhạc thương hội tương lai phát triển tận non nớt chi lực. Thường vũ hình xinh đẹp mắt to có chút lập lòe, vẻ mặt thận trọng chờ lệnh. Ngươi! Thường thiên thanh nghe được con gái nói, hồi tưởng trên đường đi đem sinh tử vận mệnh giao cho tay người khác lúc thân bất do kỹ, lập tức có chút tâm động. Sau lại, nếu có thể kết giao cung luân đại phái thân truyền đệ tử, sau này bất quá sự tình muốn thỉnh hùng ưng tiêu cục ra mặt, cũng sẽ thuận tiện không ít. Vũ Hinh, ngươi thật đúng muốn nhập Côn Luân tập võ. Cũng không nên bởi vì nhất thời xúc động mà làm ra như vậy đang mang tương lai quyết định. Con gái là rất nghiêm túc." Thường Vũ Hinh nói. Thường Thiên Thanh nhẹ gật đầu, móc từ trong ngực ra một khối bồ câu trứng lớn nhỏ lục ngọc phỉ thúy, cảm thụ được phỉ thúy thường truyền đến khí lạnh lẽo lưu, chấn chấn tinh thần. "Ta đi thử xem thử, về phần có thể hay không lại để cho Vương Luyện thiếu hiệp dẫn tiếng ngươi nhập Côn Luân." thành công luân đệ tử, liền nhìn ngươi nhà mình tạo hóa nữa. Offerland mừng sinh nhật tàn thư viện tại. Chương 63 Tiên đậu Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 63 Tiên đậu vương luyện thiếu hiệp Xe ngựa bên cạnh, thường thiên thanh hơi câu nệ chắp tay xin chỉ thị. Có việc. Vương luyện mở to mắt. Vương luyện thiếu hiệp thời khắc không lầm tu hành, chúng ta kính nể, trên tay của ta có một khối ngọc thạch, đều có thần thanh khí minh hiệu quả, đối với vương luyện thiếu hiệp tập trung tinh thần tu hành tâm pháp xứng đáng phụ tá hiệu quả, nguyện tặng cùng vương luyện thiếu hiệp, dùng cảm tạ vương luyện thiếu hiệp lưỡng phiên ra tay giải vây. Thường hội trưởng không cần như thế, xuất thủ tương trợ chính là ta ứng làm hết phận sự trách. Sự tình trọng điểm ta thường thiên thanh vẫn có thể đủ phân biệt, ta chỗ mời bất quá hùng ưng tiêu cục vương luyện thiếu hiệp chính là côn luân bách điểu phong phong chủ thân truyền đệ tử thân phận tôn sùng ta mặc dù số tiền lớn mời cũng thỉnh bất động vương luyện thiếu hiệp bực này cao thủ dưới mắt vương luyện thiếu hiệp lại nhiều lần cứu vãn ta thường nhạc thương hội tại nhiên sụp đổ chi tế ta thường nhạc thương hội nếu không phải mở miệng cảm tạ chẳng phải lại để cho người chê cười tương lai tại sao dùng thành tính tại hồng diệp sơn trang dừng chân bởi vậy mong rằng vương luyện thiếu hiệp không ai muốn từ chối Thường thiên thanh dứt lời, đem cái kia khối phỉ thúy ngọc thạch đưa cho vương luyện. Vương luyện cũng không xem lục ngọc phỉ thúy, lạnh nhạt nói. Chiêu hiền đại sĩ, tất có sở cầu, thường hội trưởng, nói rõ mục đích của ngươi a. À. Ách! Bị vương luyện nói rõ mục đích, thường thiên thanh hơi có xấu hổ, tái sinh vi thương nhân, rất nhanh điều chỉnh tâm tính, lại lần nữa chấp tay. Vương luyện thiếu hiệp thứ lỗi, kỳ thực lần này ta tại Hùng ưng tiêu cục che chở chuyến về đi Đinh Châu. Hồng Diệp Sơn Trang hai địa phương, mắt thấy thế đạo hỗn loạn, thiên hạ bất bình, có cảm giác tại thế đơn lực bạc, ta thường nhạc thương hội nếu muốn tiến thêm một bước khuếch trương đại quy mô, thuộc về ta thường nhạc thương hội bản thân võ giả cũng không thể thiếu, thêm chi nữ nhi của ta thường vũ hình ngưỡng mộ vương luyện thiếu hiệp kiếm thuật tư thế oai hùng, muốn bái nhập côn luân môn. Hạ, học tập kiếm thuật, tốt cường thân kiện thể, bảo vệ gia viên, lúc này mới. Lúc này mới đến lại nhãi vương luyện thiếu hiệp. Vương luyện có chút một gật đầu. Thế đạo đem loạn, đứng mũi chịu sào là tay trói gà không chặt thương nhân nhân sĩ, thường thiên thành có thể có chỗ phát giác, khiến người nhà nhập côn luân tập kiếm, tính toán có dự kiến trước. Thương vũ hinh tiểu thương nguyện nhập cung luân, thẳng vào là, như nàng có thế qua ta bách điểu phong khảo hạch, sư phụ ta tất hội đồng ý nàng nhập bách điểu phong môn hạ. Ta cũng là như vậy nghĩ cách, không biết làm sao một đường đi tới, nguy hiểm không ngừng. Vũ Hinh ở nhà thời điểm mặc dù từng luyện qua cơ bản quyền cước, nhưng đối với thượng du trường giang hồ hiệp sĩ không đáng giá nhắc tới, mặc dù tao ngộ mãn lâm tội phạm, cũng không chịu nổi một kích, nếu là lẽ lo một mình, xa phó công luân, đường xá xa xôi, sợ gặp bất trắc, bởi vậy, ta muốn đợi đến vương luyện thiếu hiệp phản hồi công luân lúc, có thể mang nữ nhi của ta đoạn đường. Vũ Hinh nha đầu kia thổi nhỏ liền tự chủ độc lập, ra ngoài lúc không cần người khác lo lắng, sẽ không thay vương luyện thiếu hiệp mang đến phiền toái, điểm này vương luyện thiếu hiệp cứ việc yên tâm. Vương luyện hơi trầm ngâm. Có thể, ta đến lúc đó cùng đang tổng tiêu đầu một đạo phản hồi, ngươi làm cho nàng đuổi kịp là được. Đa tạ vương luyện thiếu hiệp. Thường thiên thanh dứt lời, lặng yên đem lục ngọc phỉ thúy buông. Vương luyện quét lục ngọc phỉ thúy một mắt, gặp thường thiên thanh cố ý lưu lại này ngọc, cũng không cưỡng cầu. Hắn không hiểu ngọc thạch phỉ thúy, chỉ nhớ rõ Vương Tuyền Ngọc có một khối cùng loại phỉ thúy, giá trị 1.300 dư kim, lập tức gọi đến đang khoác hải. Đợi đến thu lấy tiền thuê lúc, thiếu thu 1.500 kim, lỗ lã bộ phận mình số định mức chính giữa khấu trừ. Ta nhớ kỹ. Đang khoác hải chấp tay. Mà thường thiên thanh trên xe ngựa, cho dù thường vũ hình chưa từng nhập vương luyện môn hạ, nên biết mình có thể đi theo vương luyện phản hồi công luân, thường vũ hình cũng vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Một màn này, thật ra khiến Thường Thiên Thanh như có điều suy nghĩ. Hắn cũng không ngăn lại. Vương luyện chính là bách điểu phong phong chủ thân truyền đệ tử, mà lại theo đang khoác hại thái độ xem ra, hắn tại bách điểu phong bên trên, tất rất được phong chủ coi trọng, thêm chi năm nào bất quá hai mươi, có thể chém giết khí hành chu thiên nhất lưu cường giả thảo giới, bực này thủ đoạn, phóng đến hắn trèo cao giao tình nguyệt hoa kiếm tông, tùng dịp kiếm phái, chân vũ trong phái đều có thể đảm nhiệm trưởng lão, đợi một thời gian, nhất định có thể trưởng thành là một phương cường hào, nhà mình. Con gái gả cho cho hắn, cũng là không lỗ. Xe ngựa về phía trước nửa ngày, Hồng Diệp Sơn Trang cao viện đại chỗ ở rốt cục đập vào mi mắt. Hồng Diệp Sơn Trang, trang như kỳ danh, có khắp núi Hồng Diệp, đỏ thẫm như lửa, một mắt nhìn đi, sáng lạng mỹ lệ, trong Sơn Trang bên ngoài, từng tòa máy xây gió nơi xây bột, đứng vững đồng ruộng dòng suối nhỏ, u tỉnh lịch sự tao nhã xa xa càng có nguyên Nga cung điện, thành lập tại dãy núi kỳ thạch bên trong. Thường thiên thanh nhập được mùa cốc công hội, giao dịch hàng hóa, mà đang khoác hải, vương luyện một đoàn người tắc thì bởi vì đường xá xa xôi, mã mỏi mệt người mệt mỏi, tìm được một chỗ khách sạn, tạm thời nghỉ ngơi. Vương luyện tiên cương kiếm thuật tu hành đến nay, đã gần đến đến tiểu thành, mà thảo giới khí hành chu thiên, kiếm thuật trụ cột vững chắc bất phàm, vương luyện cùng hắn một trận chiến, dĩ nhiên bắt đến đột phá cơ hội trở lại khách sạn, cự tuyệt thường thiên thanh yến hội tương mời, trực tiếp đóng cửa không xuất ra, tinh tế cảm ngộ. Tiên cương kiếm thuật, đem kiếm cương chi khí diễn dịch cực chí. Có lẽ hắn chưa từng có bôn lôi 36 kiếm thế như bôn lôi, chưa từng có cùng phong kiếm thuật giống như mưa to gió lớn, cũng không từng có trảm phong kiếm thuật không có gì không phá, có thể bám vào cái môn này kiếm thuật bên trên kiếm cương, lại làm cho kiếm sĩ đâm ra mỗi một kiếm mũi nhọn, phát huy đến mức tận cùng. Đây là một cửa bị động cường hóa kiếm thuật vô thượng diệu pháp. Hơn nữa, cái môn này kiếm thuật một khi tiểu thành, có thể cùng mặt khác kiếm thuật lẫn nhau dung hòa, một đạo thi triển. Tiểu thành giai tiên cương kiếm thuật có thể hòa tan vào bình thường kiếm pháp, đại thành giai tiên cương kiếm thuật có thể hòa tan vào thượng thừa kiếm thuật, mà diễn dịch đến đỉnh phong tiên cương kiếm thuật, càng có thể cùng tuyệt thế kiếm thuật hợp lại làm một, bộc phát ra siêu nhân tưởng tượng chí cường uy năng. Dưới mắt, tiên cương kiếm thuật tiểu thành thông hiểu đạo lý, dĩ nhiên gần trong gan tất, vương luyện tự nhiên không muốn bỏ qua cơ hội. Theo vương luyện tư duy gia tốc, tấn đến 6 lần, tinh tế tự định giá, bất quá nửa canh giờ, tiên cương kiếm thuật cùng côn luân kiếm thuật dung hợp cơ hội bị lặng yên im ắn đánh vỡ. Tiên cương kiếm thuật đột phá, vương luyện vẫn đang chưa từng đình chỉ tu hành. Chẳng biết tại sao, lúc này giờ phút này, hắn trạng thái thật tốt, đại não thanh minh, trong đầu nhất niệm tạo ra, thường thường có thể suy một tra ba, tuy là duy trì sáu lần tư duy gia tốc, cũng không từng cảm giác tinh thần thiếu thốn, quả thật không thể tưởng tượng. Tu hành gian, bất tri bất giác đã trăng treo ngọn cây. Bởi vì tinh khí có thiếu mà không thể không chấm dứt tu hành vương luyện phục hồi tinh thần lại về sau, ngạc nhiên phát hiện, dĩ nhiên đi qua ba canh giờ. Mặc dù hắn bởi vì đột phá chân khí đại thành lúc khiêu chiến qua tinh thần cực hạn, nuốt một khỏa xâm đang, cũng chỉ có thể duy trì hai canh giờ, mà dưới mắt. Thời gian tăng trưởng suốt năm thành. Cái này là vì sao? Vương luyện trong nội tâm nghi hoặc, ánh mắt lưu chuyển, rất nhanh thò tay đem một khối lục ngọc phỉ thúy xuất ra. Đây là không lâu thường thiên thanh tặng cho tiễn đưa lục ngọc phỉ thúy. Có thế chiếu vừa rồi xem ra, vật ấy. Tự hồ không chỉ lục ngọc phỉ thúy đơn giản như vậy. Vương luyện chầm chầm vào lục ngọc phỉ thúy dò xét một lát, đột nhiên tự như phát hiện cái gì, đem lục ngọc phỉ thúy buông, đặt ngang tại bên cạnh thân điện cực kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ, một đạo kiếm quan trực tiếp hạ xuống lục ngọc phỉ thúy phía trên, chân khí chấn động, lục ngọc phỉ thúy lập tức bốn liệt, bị chém thành nhỏ vụn màu xanh lá bột phấn, lộ ra màu xanh lá bột phấn trung tâm một khỏa lục như bảo thạch kỳ vật. Về cầm vật ấy, vương luyện tinh tế tự định giá, niệm và lục ngọc phỉ thúy đủ loại huyền bí. Một cái suy đoán lập tức sôi nổi tại trong ốc. Chí Tôn Tiên Đậu. Opferland mừng sinh nhật tàn thư viện tại. Chương 64 Dung hợp Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 64 Dung hợp Chí Tôn Tiên Đậu chính là thiên hà kỳ trân, phục dụng có thể làm cho bất luận cái gì một người ngộ tính phóng đại, tu hành kiếm thuật, chú pháp, bí nói làm chơi ăn thật. Bất luận cái gì một môn kiếm thuật, quyền pháp, chú pháp, bí nói, nếu có kiên nhẫn, mà lại nghị lực kinh người, tuần tự dần dần kiến tu đi đều có thể luyện đến đại thành, đơn giản là tốn hao thời gian nhiều ít mà thôi, nhưng mà, đại thành cùng viên mãn gian có một đạo khảm, đại thành kiếm thuật mưu toan viên mãn, cơ duyên, ngộ tính, số mệnh thiếu một thứ cũng không được. Thượng thừa kiếm thuật viên mãn còn đỡ một ít, có thể tuyệt thế kiếm thuật nếu muốn viên mãn, cần trút xuống tâm huyết, tinh lực, đếm không hết, toàn bộ côn luân cao thấp tu hành nhất thiểm quyết, yên lôi kiếm thuật đệ tử phong chủ, trưởng lão không dưới trăm người, khả năng luyện đến đại thành người, nhiều nhất bất quá một hai phần mười, mà lại dùng phong chủ, trưởng lão chiếm đa số, về phần đem tuyệt thế kiếm thuật tu đến viên mãn người, đại rác không có mấy. Dưới mắt, một khỏa chí tôn tiên đậu, lại đủ để cho một vị đem tuyệt thế kiếm thuật tu đến đại thành người bắt đến kiếm thuật viên mãn cơ hội. Vương luyện vân về cái này khỏa chí tôn tiên đậu, có chút suy ngẫm. Chí tôn tiên đậu lớn nhất hiệu quả, tất nhiên là tại một môn tuyệt thế kiếm thuật đại thành chi tế tiến hành phục dụng, có thể hắn nếu muốn đem tiên cương kiếm thuật tu đến đại thành, nhanh thì nửa năm, chậm thì một hai năm, vô luận như thế nào, lại là hội bỏ qua hai tháng sau tông môn thi đấu, mà đại thành chân khí, kiếm thuật đệ nhị trọng cảnh giới, thêm chi tiểu thành tuyệt thế kiếm thuật, tại tông môn thi đấu chi tế vấn đỉnh tam giáp đều hơi có vẻ miễn cưỡng, huống chi lực áp triều dương. Phong, côn luân chủ mạch, thành tựu đệ nhất. Bởi vậy, hắn không thể chờ. Niệm một đến này, vương luyện trong mắt thần quan ngưng tụ, thu liễm suy nghĩ, trực tiếp ngủ say khôi phục tinh khí, tu dưỡng tinh thần. Ngày kế tiếp sáng sớm, nuốt sâm đan, đợi đến bản thân tinh khí trèo đến đỉnh phong, vương luyện cố ý đi ra ngoài, gọi đến đan khoát hải. Ta cùng với thảo giới một trận chiến, kiếm thuật có chỗ lĩnh ngộ, cần bế quan một phen, nhanh thì một hai ngày, chậm thì ba năm ngày, thỉnh đan sư huynh thuê sau đó viện, trong lúc chớ để lại để cho người nhập hậu viện quấy rầy a à, ta thủ trước tiên ở nơi này chúc mừng vương sư đệ rồi vương sư đệ yên tâm có ta đang khoát hải tại tất nhiên không cho người nhập ngươi viện lạc nửa phần đang khoát hải hai mắt tỏa sáng chắp tay cam đoan vương luyện nhẹ gật đầu đang khoát hải tốc độ cực nhanh khách sạn hậu viện rất nhanh bị thuê xuống mà đang khoát hải bản thân tắt thì giống như một môn thần thủ vệ cửa sân hùng ưng tiêu cục những tiêu sư khác bốn phía tuần tra, bất luận kẻ nào mưu toan xâm nhập viện lạc, thế tất lọc vào hùng ưng tiêu cục 19 vị hảo thủ lôi đình đã kích. An toàn thỏa đáng, vương luyện phản trở về phòng, xuất ra chí tôn tiên đậu, một ngụm nuốt. Nuốt chí tôn tiên đậu chi tế, vương luyện thừa dịp thần thanh khí minh, dùng sáu lần tư duy không ngừng phân tích tiên cương kiếm thuật đủ loại huyền diệu. Chân khí vận chuyển chi pháp, kiếm cương phụ thuộc chi pháp, kiếm cương lưu chuyển tần suất, kiếm cương cùng kiếm thuật tương hợp tự do chuyển hóa. Đủ loại huyền diệu, đều tại trong đầu nhau nhau thoáng hiện, vô số linh cảm hoa hỏa giống như đầy trời đầy sao, nhiều vô số kể, bay vút lên tung càng gian, dần dần hình thành điều lệ chế độ, diễn sinh thành một đầu quan sông, quan dòng sông chuyển, tự như đường công, thi họa ra một đạo thân ảnh. Quan ảnh cầm kiếm, diễn dịch kiếm thuật, bồn lồi 36 kiếm, tiên cương kiếm thuật, hoàng mỹ tương dung. Một ngày. Vẽn vẹn là một ngày thời gian, vừa mới dung hợp một môn côn luân kiếm thuật đem tiên cương kiếm thuật luyện đến tiểu thành vương luyện, đã đem bôn lôi 36 kiếm dung nhập tiên cương kiếm thuật chính giữa, đem tiên cương kiếm thuật tu hành đến đồng đẳng với đại thành cấp độ. Bôn lôi 36 kiếm bản thân rất nặng kiếm thế, kiếm thuật thi triển, nhanh chóng như bôn lôi, 36 kiếm, kiếm kiếm tương theo, không ngớt không dứt, như lại phụ dùng tiên cương kiếm thuật lăng lệ ác liệt cương khí, thật đúng có thể nói mọi việc đều thuận lợi, không có gì không phá. Một tay dung nhập tiên cương kiếm thuật bồn lôi 36 kiếm thi triển, bất luận kẻ nào đều muốn bị loại này bá đạo, mình mong cùng cùng kiếm thuật đơn giản đánh tan, khó có thể ngăn cản. Nhưng, đây cũng không phải là cực hạn. Chí tôn tiên đậu hiệu lực thường thường có thể tiếp tục mấy ngày. Một ngày, hiển nhiên không thể đem chí tôn tiên đậu dược lực toàn bộ hao hết. Bồn lôi 36 kiếm vấn đề lớn nhất ở chỗ kiếm thế không ngớt không thể bị người từ đó đánh gãy, một khi bị cắt đứt, không ngớt xu thế bị ngăn trở, quy lực giảm bớt đi nhiều, đây cũng là bôn lôi 36 kiếm minh minh quy lực kinh người, lại thủy chung khó có thể bị liệt nhập tuyệt thế kiếm thuật nguyên nhân chỗ. Tiên cương kiếm thuật, lại để cho bôn lôi 36 kiếm cường giả càng cường, có thế vẫn đang không cách nào đền bù cái này một tai hại, nhiều nhất đem bôn lôi 36 kiếm trong chăn đồ đánh gãy độ khó tăng lên một đoạn muốn đền bù bôn lôi 36 kiếm tai hại, hoặc là lại để cho bôn lôi 36 kiếm nhanh hơn, nhanh đến lại để cho người căn bản không có phản kháng chỗ trống. Hoặc là đền bù bôn lôi 36 kiếm trong bất kỳ một cái nào khả năng bị đánh gãy sơ hở. Người phía trước có thể chọn chọn cuồng phong kiếm thuật, thứ hai thì là dịch kiếm thuật. Vương luyện trong đầu một mảnh không minh, vô số linh cảm hỏa hoa liên tục không ngừng tại tinh thần thế giới trong hiện ra, tách ra sau một khắc, hắn dĩ nhiên làm ra một cái kinh người quyết định. Cùng phong kiếm thuật muốn dung hợp, dịch kiếm thuật, đồng dạng muốn dung hợp. Hưu. Vương luyện nhân kiếm hợp nhất, phá cửa mà ra, trong chốc lát xuất hiện tại trong sân. Kiếm khí ung tùm, tự vương luyện phá cửa mà ra nháy mắt, thủ vệ tại viện lạc cửa ra vào đang khoát hải thẳng cảm giác một loại lớn lao nguy cơ bao phủ trong lòng, sợn hết cả gai ốc, tại đây giống như kiếm khí dư ba xuống, hắn đúng là sinh ra một loại trốn đến thiên nhai hải giác, cũng khó khăn trốn bị một kiếm bêu đầu áo giác. Thật đáng sợ kiếm khí. Không, đây không phải thuần túy trên ý nghĩa kiếm khí. Mà là kiếm thuật gian hiện ra mũi nhọn, bộc lộ tài năng, kiếm nhập trời cao. Vương sư đệ đến tột cùng luyện hiểu được hạng gì kiếm thuật. Đang khoát hải trong nội tâm lấy làm kinh ngạc. Đồng thời hắn cũng nắm chặt binh khí, gắt gao chầm chầm vào bất kỳ một cái nào mưu toan tới gần viện lạc người khả nghi. Vương luyện sư đệ còn chưa kết thúc luyện kiếm, có thể thấy được bế quan còn chưa kết thúc, vạn nhất bị người quấy rầy, sắp hiểu được kiếm thuật linh cảm bị một lần hành động đánh gãy, thất bại trong gan tất, tương đương tiền đồ hủy hết, đến lúc đó hắn muôn lần chết khó từ hắn tội trạng. Bởi vậy, mặc dù liều chết, hắn cũng không cho phép bất luận kẻ nào bước vào viện lạc nửa bước. Hưu hưu vương luyện kiếm thuật thi triển, mang tất cả cùng phong, thế như bôn lôi, mà lại mỗi một kiếm đâm ra, dịch kiếm thuật hiện ra, đem thiên địa hóa thành bàn cờ. Có thể chẳng biết tại sao, tam môn kiếm thuật gian, lại thủy chung tồn tại ngăn cách. Mặc dù nuốt chí tôn tiên đậu, đưa hắn ngộ tính kéo lên đến một loại hoàn toàn mới đỉnh phong, nhưng lại ngộ chi không thấu, trong ốc chính giữa sương mù càng phát ra tràn ngập, mặc cho nhiều bó bắn ra mà ra linh cảm hỏa hoa không ngừng trùng kích, lại thủy chung không cách nào đem tư duy sương mù triệt để xua tán. Không đúng, không đúng. Luyện kiếm bên trong đích vương luyện bỗng nhiên dừng lại. Rồi sau đó, một kiếm đâm ra. Một kiếm này không phải cùng phong kiếm thuật, tựu là bình thường kiếm đâm, đem tốc độ diễn dịch đến mức tận cùng khoái kiếm, mượn nhờ đại thành chân khí, một hơi đâm ra 42 kiếm khoái kiếm. Ngay sau đó, hắn lại lần nữa xuất kiếm, cảm ngộ khí lưu biến hóa, một kiếm kiếm đâm ra một kiếm kiếm rơi vào luồng khí xoáy chuyển biến cơ giác chỗ dùng thiên địa vi sư dùng phong vân thử kiếm cùng phong kiếm thuật đây là một môn thượng thừa kiếm thuật nhưng cái môn này thượng thừa kiếm thuật chính thức hạch tâm không tại ở nhanh mà ở thế công cùng một chỗ mưa to gió lớn nhanh chỉ là nó vì hình thành mưa to gió lớn khúc nhạt dạo mà mưa to gió lớn cùng thế như bôn lôi giữa hai người căn bản là lẫn nhau xung đột không thể cùng tồn tại một người trọng thế, một người sức nặng. Hắn đã muốn dùng bôn lôi 36 kiếm làm chủ, tất nhiên là trọng thế mà không sức nặng. Huống chi hắn đối với cùng phong kiếm thuật lý giải xa không cách nào cùng bôn lôi 36 kiếm sánh vai. Như vậy, biện pháp duy nhất tự là bỏ qua cùng phong kiếm thuật, lựa chọn một môn chính thức khoái kiếm. Một môn có thể làm cho vốn 36 kiếm nhanh hơn kiếm thuật. Công luân kiếm thuật trong còn có cái đó một môn kiếm thuật có thể nhanh hơn được cuồng phong kiếm thuật. Không có. Nhưng vương luyện nắm giữ kiếm thuật có. Có lẽ nói đây không phải là kiếm thuật, bởi vì nó căn bản không có kiếm thuật xứng đáng kết cấu, kiếm thức. Nó chỉ là mượn nhờ vương luyện nhân đôi tư duy thần dị, mượn nhờ hán thiên nhân hợp nhất kiếm thuật cảnh giới, đơn thuần vi nhanh mà nhanh. Nhưng chỉ có như vậy một môn không có bất kỳ kết cấu kiếm thuật, giờ này khác này lại là hòa tan vào bồn lôi 36 kiếm tốt nhất lựa chọn. Không chỉ như vậy, bởi vì cái môn này kiếm thuật không có kết cấu, kiếm thức, muốn hòa tan vào dịch kiếm thuật cũng dễ dàng, giữa hai người đồng dạng có thể hoàn mỹ phù hợp. Khoái kiếm, bồn lôi 36 kiếm, dịch kiếm thuật, ba người dung hợp, quy lực tuyệt đối không kém hơn tuyệt thế kiếm thuật. Hơn nữa tiên cương kiếm thuật. Một môn tổng hợp quy lực không kém gì viên mãn cấp độ tuyệt thế kiếm thuật hỗn hợp kiếm thuật, bỗng nhiên sinh ra đời. Offline mừng sinh nhật tàn thư viện tại. Chương 65 Biến cố Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 65 Biến cố thành Vương luyện trong mắt mang theo nhàn nhạt dáng tươi cười. Một môn cao cấp nhất kiếm thuật trong tay hắn sinh ra đời, đây mới thực sự là có thể làm cho hắn mừng rỡ, cũng không tiếc trút xuống tâm lực đi làm sự tình nếu không có lăng nguyên trưởng lão ký thác kỳ vọng mà hoàng đại quân nhìn chằm chằm hắn nguyện ý làm chỉ là gửi gắm tình cảm sơn thủy ở thiên địa tại cỏ cây tại sông núi tại dòng sông tại thanh phong tại hào quang tại kiểu nguyệt ở bên trong tung kiếm hát vang ngộ kiếm thuật chân lý luyện nhân thể cực hạn cảm giác thiên địa huyền bí đáng tiếc trên người chỗ vai chịu trách nhiệm lại để cho hắn không thể không công kích về phía trước vì thế gian tương lai mà bôn ba mặc dù không hòa tan vào tiên cương kiếm thuật, tam môn kiếm thuật hợp lại làm một, nhưng không kém gì tuyệt thế kiếm thuật, như hòa tan vào tiên cương kiếm thuật, tắc thì đồng đẳng với tuyệt thế kiếm thuật lần nữa bí pháp tăng phúc. Hai bên kết hợp, có thể coi đương thời chí cường kiếm thuật một trong, duy nhất tiếc núi, nếu là khoái kiếm cùng bôn lôi 36 kiếm tương hợp, tắc thì cần duy trì gấp hai tư duy vận chuyển, như hơn nửa dịch kiếm thuật, cần bốn lần tư duy vận chuyển. Bởi vậy, lại để cho cái môn này kiếm thuật chính thức tách ra hào quang trước, hắn có tất yếu luyện tập thoáng một phát thân thể cân đối tính. Đan sư huynh. Vương sư đệ. Nghe được trong nội viện truyền ra vương luyện thanh âm, đang khoác hải vẻ mặt sắc mặt vui mừng, đi nhanh bước vào viện lạc. Vương sư đệ, thế nhưng mà tu hữu đoạt được. Vương luyện nhẹ gật đầu. Mấy ngày nay làm phiền đan sư huynh rồi, nghỉ ngơi một ngày, ngày mai chúng ta phản hồi cung luân nghe theo vương sư đệ phân phó. Đang khoác hải chấp tay. Một đoàn người lui ra. Ngày kế tiếp sáng sớm, vương luyện điều chỉnh tinh khí, bước ra viện lạc lúc, đã thấy đang khoác hải một đám tiêu sư đã đợi hậu đã lâu, nguyên một đám thần sắc nghiêm trọng. Phát giác được hào khí dị thường, vương luyện nhướng mày. Làm sao vậy? Thế cục có biến, vương sư đệ, chúng ta lúc này tùy tiện ly khai, sợ là sẽ phải có phiền toái. Phiền toái vâng. Đang khoác hải nhẹ gật đầu. Vương luyện sư đệ còn nhớ được chúng ta một đường mà đến tao ngộ hàng gia hai người. Hàng đại, hàng tân, tất nhiên là nhớ rõ. Hàng gia hai người lần này nhập thủy nguyệt bình nguyên, thực tế vai gánh trách nhiệm nặng nề mà đến, nghe đồn, tiêu tương kiếm vũ, tiêu nhược bạch cơ duyên xảo hợp từng được một môn kiếm thuật chân giải, chân giải bên trên kỹ càng ghi lại chân khí nhập vi vận chuyển pháp môn, tiêu nhược bạch dục khai tông lập phái, tất cả vật tư cần được hàng gia ủng hộ, hàng gia yêu cầu là cộng hưởng vật ấy, tin tức truyền ra, thủy nguyệt bình nguyên rất nhiều thị tộc phong ba lóe sáng, mạch nước ngầm mãnh liệt. Vô số giang hồ hiệp sĩ, kỳ nhân dị tộc trục trịch. Đang khoác hải nói. Tin tức là tự hai ngày tiền truyền ra, nếu ta nhóm tin tức truyền ra trước ly khai, ngược lại cũng không sao, có thể dưới mắt vội vàng rời đi. Sợ là sẽ phải dẫn phát hiểu lầm chỉ có chờ cái 10 ngày nửa tháng, đợi đến kiếm thuật chân giải quyết trở ra chủ, chúng ta mới có thể đi được bình yên vô sự. Dù sao chúng ta tới lúc từng cùng hàng gia người trong kề vai chiến đấu, lại cùng thuộc Đinh Châu, người ở bên ngoài xem ra, giao tình không phải là nông cạn. 10 ngày nửa tháng, vương luyện lắc đầu. Đến có từng có cao thủ đứng đầu. Chân khí giai hảo thủ có mười mấy cái, cao thủ nhất lưu đã đến ba cái, trong đó người mạnh nhất tên hải vô cực từng sát nhập tinh thần bản 36, số cửu tiêu long ngâm, có thể nhập bản 3 ngày, bị dùng 3 năm thời gian tự tinh thần bản 36 dết đến hiện tại tinh thần bản xếp hạng thứ 3, Nhật Nguyệt Đồng Huy, Vũ Hóa Huyền đánh bại, chém xuống một tay. Chém xuống một tay. Đúng, lúc trước Nhật Nguyệt Đồng Huy, Vũ Hóa Huyền bất quá vô danh tiểu tốt, mà hải vô cực không biết thật sâu thiển, nhục người quá đáng, dẫn tới Vũ Hóa Huyền giận dữ, trảm hắn một tay, cho đến ngày nay, đã qua ba năm, vũ hóa huyền đã thành tinh thần bản bên trên lòng lẫy nhất nhật nguyệt đồng huy, đứng hàng thứ ba, mà hải vô cực tắc thì dần dần mẫn nhưng mọi người, hắn gãy một cánh tay, tinh huyết thiếu hụt, thực lực đại tổn, duy nhất đáng giá khen chính là đại chu thiên chân khí tu vi, muốn trọng chấn uy danh, chỉ có đem hy vọng ký thác tại kiếm thuật đột phá. vương luyện nhẹ gật đầu, thu thập thoáng một phát, chúng ta phản hồi cung luân, phản hồi vâng. Ta hiểu được. Đang khoác hải gặp vương luyện không giống hay nói giỡn, lập tức gật đầu. Hắn tin tưởng, hắn đã nói rõ trong đó lợi hại, vương luyện tự có thể phân ra lần này nặng nhẹ, dưới loại tình huống này hắn nhưng quyết tâm rời đi, có thể thấy được hắn có biện pháp ứng đối khả năng đối mặt địch nhân. Theo đang khoác hải một đoàn người thu thập thỏa đáng, vương luyện dẫn đầu, bước ra khách sạn. Vừa ra khách sạn, hắn trước tiên phát giác được ba đạo nhìn trọng tính ánh mắt. Bất quá vương luyện giống như chưa tỉnh, lên xe ngựa, chờ đợi đoàn xe lên đường. Lúc đến mọi người ngoại trừ 19 vị tiêu sư, vương luyện bên ngoài, còn có thường nhạc thương hội người chờ đi theo, có thể rời đi lúc, thường nhạc thương hội mấy người đã chỉ còn thường vũ hình một cái. Vương luyện sư huynh, nghe nói lúc này ra đi có chút không nhiều thái bình. Trong xe ngựa, bỏ vương luyện bên ngoài, còn có thường vũ hình tại, giờ phút này, nàng thời khắc đó ý trang dung một phen xinh đẹp khuôn mặt mang theo một tia thần sắc lo lắng. Không sao, việc nhỏ. Vương luyện bình thản nói. Nghe được vương luyện nói, niệm và vương luyện trảm hải xa trọng cước, sát sinh kiếm thảo giới tư thế oai hùng, thường vũ hình trong nội tâm đại định, lo lắng chi niệm đều tán đi. Đây là một phần côn luân tâm pháp, ngươi mà lại đọc qua, quyền làm giải, như phó phiêu vũ sư phó đồng ý ngươi nhập bách điểu phong thành thân truyền đệ tử, ta lại dạy ngươi cao dai tâm pháp vương luyện đem một môn tâm pháp lấy ra giao cho thường vũ huynh trên tay đa tạ vương luyện sư huynh thường vũ huynh mừng rỡ đem tâm pháp lấy ra từng cái đọc qua vương luyện cũng không cần phải nhiều lời nữa hắn có thể sáng tạo ra một môn tuyệt thế kiếm thuật giống như đỉnh tiêm kiếm pháp đều bởi vì chí tôn tiên đậu duyên cớ mà chí tôn tiên đậu được từ thường nhạc thương hội thường thiên thanh việc này hắn không tốt nói rõ chờ thường nhạc thương hội gặp nạn, hắn xuất thủ tương trợ một lần là, trước mắt đủ khả năng xuống, sẽ không để ý dẫn thường vũ hinh một hai, coi như hoàn lại nhân quả. Xe ngựa đi về phía trước, nhìn chầm chầm người đến không hết. Vương luyện tâm không bên cạnh đãi tìm hiểu kiếm thuật, đồng thời duy trì gấp hai tư duy, cần đối thân hình, gắn đạt tới lại để cho bản thân triệt để thích ứng gấp hai tư duy chỗ mang đến cải biến. Như thế một màn rơi xuống đang khoát hải trong mắt, tất nhiên là lại để cho trong lòng của hắn cảm khái vương luyện sư đệ có thể có hôm nay thành tựu cũng không phải không hề có đạo lý ít nhất năm đó hắn tại bách điểu phong hạ tu hành lúc tuyệt đối không cách nào như vương luyện một loại thời thời khắc khắc nắm chắc mỗi một phút tu hành ngộ kiếm trước đoàn xe đi bất quá nửa ngày phía trước tiêu sư chỗ cưỡi ngựa thất truyền đến một hồi hí dài chẳng biết lúc nào một chuyến sáu người cầm kiếm mà đứng dĩ nhiên đem phía trước con đường ngăn lại lại để cho người có chút kinh ngạc chính là sáu người cản đường chỗ vị trí lại cùng mấy ngày trước vương luyện chém giết thảo giới chi địa chưa đủ trăm mét phụ trách mai tán thảo giới tiêu sư còn có thể chứng kiến con đường không xa một mới tinh phần là ám ảnh lục lan đều là quyền sư hảo thủ sáu người này quanh năm sinh động với thiên lang lăng nhất đái tình như thủ túc mà lại tinh thông hợp kích học có chiến trận chi thuật tu vi tại chân khí tiểu thành đến chân khí viên mãn không đợi sáu người liên thủ Khí hành chu thiên cường giả đều được tạm lánh mũi nhọn Đang khoát hải vào Nam ra Bắc Kiến thức trọng rãi Một mắt đã phân biệt ra sáu người thân phận Nói xong Hắn đã tiến lên Đối với sáu người chấp tay Nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh ám ảnh lục lan Không biết sáu vị ngăn lại ta hùng ưng tiêu cục đoàn xe có gì chỉ giáo Hùng ưng tiêu cục cờ hiệu huynh Để chúng ta sáu người tự nhiên nhận biết Đang tổng tiêu đầu danh hào chúng ta Cũng như sắm bên tai Nếu là vô sự chúng ta cũng không muốn trêu chọc nhưng huynh đệ của ta sáu người ném đi một kiện trọng yếu bảo bối vật ấy quan hệ trọng đại không khỏi có người mượn hùng ưng tiêu cục đoàn xe âm thầm mang theo còn thỉnh cho phép ta nhắm huynh đệ sáu người tại hùng ưng tiêu cục trong đội xe tìm tòi một hai như bên trong cũng không có huynh đệ chúng ta sáu người mất đi chi vật chúng ta sáu người quay người liền đi tuyệt không trì hoãn đang tổng tiêu đầu nửa chút thời gian ám ảnh lục lan trong cầm đầu hắc lan tiến lên chắp tay lộ ra có chút khách sáo. Ngon miệng trong nói ra đích thoại ngữ, lại chân thật đáng tin. Sư ta hùng ưng tiêu cục đoàn xe, chư vị lời nói này không khỏi có chút khinh người quá đáng. Chúng ta đang khoác hải thần sắc trầm xuống, đang muốn đến chút ít tràn diện lời nói, nhưng lúc này, vương luyện lại xuống xe ngựa, nói một tiếng. Sư xe, có thể. Đang khi nói chuyện, trong tay hắn điện cực kiếm dĩ nhiên chậm rãi ra khỏi vỏ ai có thể tiếp ta một kiếm, ta liền cho phép các ngươi siêu xe. Cuối cùng, hắn tự hồ nghĩ đến cái gì, bổ sung một câu. Có lẽ, các ngươi sáu người đều xuất hiện, chỉ cần có thế còn hơn ta kiếm trong tay, hùng ưng tiêu cục đoàn xe, mặc ngươi sáu người xử trí. Opferland mừng sinh nhật tàn thư viện tại. Chương 66 Thử kiếm Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Chương 66 thử kiếm ngươi là người phương nào. Nghe được vương luyện nói, Hắc Lan cũng không tức giận, mà là trầm giọng hỏi thăm. Còn đây là ta côn luân bách điểu phong phó phiêu vũ phong chủ thân truyền đệ tử, vương luyện, bốn ngày trước, tự ở chỗ này, ta vương luyện sư đệ trần trảm sát sinh kiếm thảo giới, lúc ấy, thảo giới tu vi đã đột phá đến khí hành chu thiên, vấn đỉnh giang hồ nhất lưu, lại không phải ta vương luyện sư đệ ba mươi hợp chi địch, mình tan tại chỗ ta hùng ưng tiêu cục đi ra hành tẩu giang hồ, đơn giản cầu tiền tài thể diện, không có ý tại giang hồ hiệp sĩ là địch, như chư vị nguyện ý rời đi, chuyện. Hôm nay, ta mà khi chưa phát sinh, chuyện cũ sẽ bỏ qua, như chư vị chấp mê bất ngộ, gắn phải sưu xe, là cùng ta hùng ưng tiêu cục là địch, cùng ta cung luân là địch. Đang khoác hải thần sắc mặt ngưng trọng, ám thêm tạo áp lực, một phen ngữ thẳng lại để cho ám ảnh lục lan biến sắc. Sát. sát sinh kiếm, thảo giới. Có bực này chiến tích, thêm chi Vương Luyện xuất thân côn luân, mặc dù bọn hắn đã nhìn ra, Vương Luyện chân khí tu vi bất quá đại thành, sáu người vẫn là thần sắc nghiêm nghị. Người tên, cây có bóng, Vương Luyện đã có thế trảm sát sinh kiếm, thảo giới, tu vi lại chênh lệch cũng kém không đi nơi nào. Huống chi, Đang Khoát Hải nói, cái kia thảo giới đã đột phá đến khí hành chu thiên chi cảnh. Như Vương Luyện chém dết chính là khí hành chu thiên chi cảnh, sát sinh kiếm, thảo giới vậy bọn họ sáu người đối phó, không thể nghi ngờ càng thêm gian nan một phần. Đại ca, kẻ này tuy là côn luân người trong, có thể côn luân tại phía xa kiến nguyên thành đô, còn không quản được chúng ta thủy nguyệt bình nguyên, nếu vì hắn chính là ngôn ngữ dọa lùi, huynh đệ chúng ta mấy người, có gì mặt tại giang hồ dừng chân. Ám ảnh lục lan trong xếp hạng thứ hai ám lan tiến lên, ánh mắt bất thiện chầm chầm vào vương luyện nói. Nhị ca nói có lý, kẻ này chân khí đại thành, có gì thủ đoạn làm gì được đã đột phá đến khí hành chu thiên cảnh sát sinh kiếm thảo giới chân khí của hắn viên mãn ta ngược lại tin tưởng chân khí đại thành sao hắc hắc lão tam u lan đi theo phụ họa nghe được hai người nói hắc lan trong mắt tinh quang lóe lên cảm thấy đoạn quyết tiến lên một bước ta bản không có ý cùng côn luân là địch đã các ngươi dục ta một trận chiến ta như yếu thế chẳng phải lại để cho người trong thiên hạ chế nhạo ta ám ảnh lục lan. Ra tay đi. Vương luyện nói. Đang khoác hải cái lúc này cũng lui đến một bên. Hắn ẩn ẩn đã nhìn ra, vương luyện sư đệ căn bản liền đem ám ảnh lục lan với tư cách thử kiếm chi nhân, như thế, hắn liền không thể hư mất vương luyện sư đệ kế hoạch. Hắc Lan nhìn thần sắc lạnh nhạt vương luyện một mắt, tại trên người hắn, hắn không có chứng kiến bất luận cái gì phô trương thanh thế chi sắc, người như thế, hoặc là là cùng vọng tự đại coi trời bằng vung thế hệ, hoặc là chính thức kiếm thuật kinh người. Chúng ta sáu người một đạo ra tay. Sáu người một đạo ra tay. Đối phó một kẻ chân khí đại thành vãn bối, thật đúng như thế huy động nhân lực. Truyền đi, chúng ta ám ảnh lục lan tuy là thắng, cũng sẽ lưu lại một lấy lớn hiếp nhỏ, dùng chúng lăng quả thanh danh. Vãn bối. Chân khí đại thành. Lại không luận hắn tư lịch cùng tu vi, chỉ cần chém vết thảo giới, người ta sáu người ai có thể làm được, chớ để nói bậy, dưới mắt tên đã trên dây không phát không được, lên. Tốt, tự để cho ta ảnh Lan đến lãnh giáo một chút côn luân đệ tử kiếm thuật. Ám ảnh lục Lan lập tức đạt thành chung nhận thức, sáu người tiến lên, nhanh chóng hình thành một cái hình cung, đem vương luyện vây ở trong đó. Vương luyện sao? Cẩn thận rồi. hắc Lan trầm giọng nói. Vương luyện cũng không đáp lời, mà là đầu cũng không hồi đối với đan khoác hải nói một tiếng ám ảnh lục lan song song tính gì đan khoác hải không rõ vì sao vương luyện động thủ trước cần hỏi thăm đối phương lời nói và việc làm nhưng vẫn là lập tức đồng ý ám ảnh lục lan sinh động với thiên lang lăng nhất đái tuy là phụ cận một bá lại cũng không làm sát kẻ vô tội sở hành sự tình thực sự có trải qua hào hiệp làng gió chém giết chi nhân cũng đa số trừng phạt đúng tội thế hệ như thế tiểu trừng phạt đại giới Vương luyện nói một tiếng, đối mặt sáu người, không hề sợ hãi, cầm kiếm tiến lên. Nghe được vương luyện cái kia thẩm phán giống như ngôn từ, tính tình so sánh nóng nảy hỏa lan trong mắt hiện lên một tia sắc mặt giận dữ, gầm nhẹ một tiếng. Tiểu trừng phạt đại giới. Tiểu tử làm càng. Nói xong, phản phất một đạo hỏa hồng sắc huyến ảnh, cái thứ nhất hướng phía vương luyện đánh giết mà đi. Trích tinh thủ. Hỏa lan bắt mà ra, Năm ngón tay uống lượng... Tự như có thấy giam cầm hư không? Lên! Chứng kiến hỏa lan ra tay... Còn lại năm người chưa từng có nửa phần đình trệ... Đồng thời đánh dết... sông quyền... Truy tinh cản nguyệt... Càng có người theo sát lửa cháy lan sau lưng... Phi thiên mà lên... Một cước đá ra... Vương luyện sư đệ... Coi chừng... Không thể lại để cho bọn hắn hình thành hợp kích xu thế... Đang khoát hải vội vàng hô to... Có thế vương luyện nhìn như không thấy mặc cho ám ảnh lục lan thế công tới gần. Ngay tại công kích trước nhất hỏa lan công kích sắp tới người gian, vương luyện động. Hưu. Điện cực kiếm, giống như cực quan. Trong hư không, một đạo sáng lạng kiếm quan ám sát mà ra, ẩn ẩn có phong lôi nổ vang, một kiếm, đúng giờ trong hỏa lan trích tinh cầm nã thủ. Phanh. Hỏa sáng lóng lánh. Mặc dù hỏa lan đeo bao tay, vẫn là bị chấn đắc ống tay áo vỡ vụn. Rồi sau đó vương luyện trường kiếm đâm thẳng, thân kiếm cắt nhập, như bạch quang xẹt qua, tại hỏa lan cánh tay lưu lại một đạo vết máu, khiến cho hắn phi tóc tung lui, cùng lúc đó, vương luyện thân kiếm ti chấp vòng qua vòng lại, trong chốc lát ngăn tại ám lan oanh kích tới chính diện xong quyền. Phanh Quyền kinh trong ẩn chứa đại thành chân khí cùng điện cực kiếm thân kiếm va chạm, phát ra kim thiết nổ vang. Có thế thân kiếm bị đánh trúng vương luyện không chỉ chưa từng bị đánh loạn kiếm thế ngược lại mượn nhờ ám lan một kích, bảo kiếm xoay tròn, chém ngang mà ra, mang theo thế lôi định vạn quân trùng trùng điệp điệp trảm tại U Lan theo sát mà đến một quyền phía trên. Mặc dù một quyền này chính là U Lan đỉnh phong một kích, quán chú hắn toàn thân chân khí, vẫn đang bị vương luyện mượn nhờ ám lan một kích hình thành quay người một kiếm một lần hành động chém nát, bao tay băng diệt giang, mũi kiếm thiết cắt, suýt nữa đưa hắn toàn bộ tay phải xé rách. Phanh. Phanh. Phanh liên tục không ngừng tiếng vang liên tục không ngừng tự trong khi giao chiến truyền ra. Vương luyện tự như thân kiếm hợp nhất, dùng thân là kiếm, thân kiếm xoay tròn, đem hai em trong ngoài, hóa thành kiếm quan tuyệt vực, mặc dù ám ảnh lục lan thế công một lớp đón lấy một lớp, có thể nói kín không kẻ hở, không ngất không dứt, lại thủy chung không gây thương tổn hắn nửa phần. Trái lại, cái kia so tầm thường bôn lôi 36 kiếm nhanh hơn gấp đôi lôi đình kiếm thuật, thường thường có thế tự sáu người hợp kích trận thế chính giữa nhẹ nhõm vết ra, làm cho ám ảnh lục lan liên tiếp tan tác, giao thủ bất quá hơn 10 cái hô hấp, hỏa lan, u lan bao tay nát bấy, ám lan ảnh lan thân trong hai kiếm, mặc dù trong sáu người cầm đầu hắc lan, cũng cất bước duy gian. Phong lôi Nương theo vương luyện một tiếng nhẹ minh, điện cực kiếm hóa thành một hồi sáng lạng kiếm ảnh, ám sát mà ra, đem hắc lan chân khí hết thảy tan rã, rồi sau đó thân kiếm chấn động, rung động, môn hộ mở rộng ra hắc lan dĩ nhiên bị thân kiếm phách trúng bả vai, trọng kích bay ra. Từ đó, ám ảnh lục lan đều không ngoại lệ, toàn bộ bị thương, nhằm vào vương luyện hợp kích vây giết xu thế cũng sớm không công mà phá. Đáng chết! Hỏa lan khẽ quát một tiếng, đang muốn lại lần nữa công kích về phía trước, nhưng lại bị hắc lan một tay ngăn lại. Tay phải của hắn bị vương luyện thân kiếm phách trúng, dĩ nhiên gãy xương, lộ ra một mảnh sưng đỏ nhưng trong lòng của hắn lại một mảnh thanh minh. Vừa rồi vương luyện như có tâm muốn giết hắn, chỉ cần đem thân kiếm hóa thành mũi kiếm, vót ngang tới, thế tất có thể đem hắn toàn bộ cánh tay chém xuống, như kiếm thuật lại nhanh một phần, cơ hồ có thể đem hắn một kiếm bêu đầu, đầu thân chỗ khác biệt. Vương luyện. Hạ thủ lưu tình rồi. Chúng ta thua. Hắc Lan ngăn lại tính tình táo bạo hỏa lan, trầm giọng nói ra. Vương luyện không có xem bọn hắn, lắc đầu, trực tiếp quay người, hướng phía xe ngựa mà đi, đối với đang khoác hải nói âm thanh. Chúng ta đi thôi. Ám ảnh lục lan trong chưa từng có bất kỳ một vị khí hành chu thiên cường giả, mà lại sáu người tinh thông hợp kích chi đạo, dựa vào hợp kích chi lực, mới có thể lại để cho khí hành chu thiên nhất lưu cường giả tránh đi mũi nhọn. Nhưng, hợp kích. Vương luyện dùng dịch kiếm thuật đứng thẳng, nhất tinh thông tìm kiếm sơ hở, một người sơ hở ở trước mặt hắn đã là không chỗ nào ẩn trốn, huống chi sáu người phối hợp. Bởi vậy, hắn không sợ nhất là hợp kích. Danh khí to lớn đủ để cho khí hành Chu Thiên Cường giả tránh đi mũi nhọn ám ảnh lục lan, cuối cùng nhất lại là ngay cả lại để cho vương luyện đưa hắn mới chế kiếm thuật thoải mái đầm đi thi triển đi ra tư cách đều không có. Mang theo tiếc núi, vương luyện lên xe ngựa. Trong xe ngựa, thường vũ hình vẽ mặt sùng bái. Vương luyện sư huynh, ngươi thật lợi hại, chẳng biết lúc nào ta mới có thể có ngươi bực này kiếm thuật. Nhiều người khắc khổ tu hành, kiên trì bền bỉ, cuối cùng có một ngày, có thể đạt tới như ta như vậy cảnh giới. Ta có thể theo ngươi học kiếm sao? Thường Vũ Hinh không thể chờ đợi được nói. Ta chưa xuất sư, không có dạy bảo đệ tử tư cách. Vương Luyện lắc đầu, kéo xuống màn xe, biến mất trong xe ngựa. Mà Vương Luyện bỏ qua ám ảnh lục lan nhận thua tiến hành cho dù vô lễ, có thế bọn hắn sáu người chính là tướng bên thua, cũng không dám làm càng, lập tức chỉ phải đối với đang khoác hải chấp tay, xám xịt xoay người rời đi. Đang khoác hải mặt mỉm cười, đưa mắt nhìn ám ảnh lục lan rời đi, rồi sau đó thanh âm dương lên, mang theo một tia cùng có quan vinh yên, cao giọng ngâm sướng. Lên đường. Offline mừng sinh nhật tàn thư viện tại. Chương 67 Mạch nước ngầm Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com chương 67. Mạch nước ngầm cung luân chủ mạch, trưởng lão viện. Giờ phút này, nhị trưởng lão các đông minh viện lạc, một vị khách không mời mà đến không mời mà tới. Trác đông lai, ngươi không tại triều dương phong đem bọn ngươi phong chủ trác trầm uyên hầu hạ thoải mái, như thế nào có tâm tư nhập ta trưởng lão viện rồi hả? Các đông minh nhìn trước mắt trung niên nam tử, trên mặt giấu giếm nửa phần hỉ nộ. Nhị trưởng lão, lần này ta phụng phong chủ chi mệnh, Kỳ thực có một đầu tin tức cùng nhị trưởng lão cộng hưởng. Nói nói xem. Nhị trưởng lão đại bộ phận tinh lực bị lâm vô song ràng buộc, chưa từng có nhạy cảm tư đi để ý tới thủ cựu phái vạn bối, sợ là không biết thủ cựu trong phái đã ra một vị khó lường nhân vật thiên tài. Thủ cựu trong phái vạn bối, nhân vật thiên tài, lâm ưng hay vẫn là phi nguyệt? Trác đồng lai lắc đầu. Lâm ưng, phi nguyệt hai người cũng là lão hoàng lịch rồi trên thực tế dùng ta triều dương phong phong chủ đối với phó phiêu vũ hiểu rõ, tại hắn đem phi nguyệt nàng này đẩy lên trước sân khấu lúc đã thời khắc lưu ý lấy nhất cử nhất động của nàng, vừa mới bắt đầu hơn tháng, phong chủ thật đúng là bị hắn dùng lừa dối chi pháp lừa gạt tới, nhưng theo chúng ta xâm nhập điều tra, lại phát hiện một cái kinh người bí mật, mà trước đó không lâu, từ thủy nguyệt bình nguyên tin tức truyền đến, càng. Đem cái này một suy đoán hoàn toàn chứng minh là đúng. Các đông minh lông mày một khóa cái gì suy đoán trác đông lai đem một phần truyền thư đưa lên các trưởng lão nhìn xem liền biết các đông minh tiếp nhận truyền thư từng cái xem xét chỉ một lát sau hắn đã sắc mặt biến hóa vương luyện thất bại bình đông hàm đội hải xà số tập kích Dết hát ma trọng thủ lĩnh thẩm binh lâm một chiêu bắt giữ xích long quỷ chi tử xích huyết nha trận trảm sát sinh kiếm thảo giới thảo giới người này thật đúng có khí hành chu thiên tu vi. Há có thể giả bộ. Phó phiêu vũ âm thầm lại bồi dưỡng được bực này đệ tử. Cái kia vương luyện cho dù tuổi khách quan tại phi nguyệt dài ra một ít, có thể kiếm thuật nhập vi, tại chúng ta phái người nhập vân xâm thành lúc đã đạt được kiểm chứng, mà lại chân khí của hắn đại thành, khách quan tại phi nguyệt cường ra một bậc, như lại đối với kiếm thuật lĩnh ngộ kinh người, luyện được tuyệt thế kiếm thuật chống lại cái loại này giả đường đi thành khí hành chu thiên nhất lưu võ giả tuyệt không phải vô căn cứ các đồng minh trong nội tâm vừa loạn một lát hắn lại khôi phục tỉnh táo các ngươi đem tin tức cáo tri ta sợ là không chỉ để cho ta đề phòng thủ cựu phái đơn giản như vậy a à. phó phiêu vũ lặng yên im ắng bồi dưỡng được bực này đệ tử nếu thật tùy ý hắn phát triển xuống dưới tuyệt thế có hy vọng nhị trưởng lão có thể cho phép Ta bất quá muốn nắm toàn bộ trưởng lão viện quyền hành mà thôi, cái kia vương luyện lớn lên đối với các ngươi uy hiếp càng lớn mới là, muốn cổ động ta đi đối phó vương luyện hấp dẫn phó phiêu vũ lửa giận. Các ngươi không khỏi muốn đơn giản một ít. Chờ ta ra tay tự có thể khá, nhưng không bằng nhị trưởng lão như vậy thần không biết quỷ không hay, nếu là ta chờ nhớ rõ không tệ, nguyên tinh thần bản 36, Cửu Tiêu Long Ngâm, Hải Vô Cực hiện tại đã thành nhị trưởng lão trong tay một quả ám tử a các đồng minh biến sắc, thần sắc trầm xuống. Các ngươi như thế nào biết được? Như thế nào biết được nhị trưởng lão liền không cần hỏi nhiều, giờ phút này vương luyện cuốn vào một trường phong ba chính giữa, vi đoạt một sách kiếm thuật chân giải, tiêu nhược bạch, hải vô cực, phùng thiên ưng, bạch nhai cùng với một đám nhất lưu hảo thủ nhau nhau nhập cục, ngươi chỉ cần lại để cho hải vô cực đem nhắm trúng trọng tâm hơi chút chết đi, nhằm vào tiêu nhược bạch ngoài, lại đem vương luyện thu thập, mọi sự đại cát, các đông minh trầm ngâm một lát chậm rãi mở miệng việc này ta có chừng mực mời trở về đi trác đông lai có chút thi lễ không cưỡng cầu nữa cáo từ rời đi kiếm thuật chân giải hùng ưng tiêu cục đoàn xe lại lần nữa đi về phía trước trong xe ngựa vương luyện thì thào tự nói một sách giảng giải chân khí nhập vi kiếm thuật chân giải rõ ràng lại để cho tinh thần bản bên trên cường giả đánh sinh đánh chết Vương luyện bị lăng nguyên trưởng lão ký thác kỳ vọng, tự không biết giới triệu hoán mà đến, triệu hoán trên đường trí nhớ của hắn hao tổn hơn phân nửa, còn tồn ấn tượng duy có một đạo mơ hồ bóng hình xinh đẹp, cùng với một môn lưu quan cảm ứng thuật, bởi vậy, đối với cái này phương thế giới rất hiểu rõ, căn cứ vào sau đó cùng lăng nguyên trưởng lão chờ 12 vị người phản kháng sinh tồn một tháng thời gian. Có thế cái kia 12 vị người phản kháng, yếu nhất một người, đều đã tu vi tuyệt thế, nắm giữ kiếm thuật, bí pháp, đếm không hết. Mà lại bởi vì thân ở tận thế, bất luận cái gì một người, đối với mình gia tuyệt học bí thuật đều không tư truyền thụ, chỉ cần thiên phú có thể thực hiện, tuyệt thế kiếm thuật, tuyệt thế bí pháp, đảm nhiệm cầu đảm nhiệm dư, căn bản không có nửa phần thiên kiến bè phái. Như bạch thanh kiếm phái phi tiên kiếm, thiên ngoại phi tiên bí pháp, nam đạo phái tường long dò xét biển, long đằng bí pháp, hắc xà môn liên hoa cùng loạn nhảy múa, bộ bộ sinh liên bí pháp, cung luân phái ứng long thương tránh, ứng long cướp bí pháp các loại. Một tháng, hắn có thể ghi nhớ đồ vật không nhiều lắm, khả năng lại để cho hắn ghi nhớ, đều không ngoại lệ, toàn bộ là đương thời chí cường bí pháp. Những này, cơ hồ ý nghĩa nhân loại truyền thừa tinh hoa. Có được cái này thật lớn bảo khố, chính là một sách nhập vi cấp độ kiếm thuật chân giải. Hắn chướng mắt đi. Đem tâm thần tự kiếm thuật chân giải bên trên chuyển di, sự chú ý của hắn tập trung đến kiếm thuật cảnh giới bên trên. Quyết định một cái võ giả mạnh yếu nhân tố rất nhiều, tâm tính, kinh nghiệm, ý chí chiến đấu, hoàn cảnh, binh khí các loại, đều có thể đứng hàng trong đó, có thể những vật này cũng không ổn định, chính thức nhất ổn định chỉ có ba loại. Kiếm thuật, kiếm thuật cảnh giới, chân khí tu vi. Kiếm thuật, dựa vào chí tôn tiên đậu, hắn tạm thời đã đem chính mình nội tình hao hết, thời gian ngắn khó có tiếng thêm, chân khí, cũng giống như thế. Thủy tinh lan bí dược dược lực đến nay mới thôi, hắn đều chưa từng hoàn toàn luyện hóa, trừ phi hắn cơ duyên nghịch thiên, có thể đạt được đại dương tinh khí, hoàng kim mật chờ chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu thiên địa kỳ trân, nếu không, muốn tại tông môn thi đấu trước chân khí đột phá, chỉ là hy vọng xa vời. Như vậy, một người duy nhất còn có như vậy một tia hy vọng cường hóa phương hướng, cũng chỉ còn lại có kiếm thuật cảnh giới. Kiếm thuật cảnh giới, đơn thuần chỉ kiếm thuật, cũng không quy phạm trên thực tế đây là bất luận kẻ nào đều có thể sử dụng một loại cảnh giới thật giống như đệ nhất trọng nhập vi nói về chân khí bên trên nhỏ bé khống chế kỹ năng bên trên nhỏ bé khống chế thông qua một ít rất nhỏ điều giải đem chân khí kiếm pháp uy lực phát huy đến mức tận cùng bất kỳ nghề nghiệp nào lưu phái nếu có thể lĩnh ngộ nhập vi chiến lực đều có thể tăng vọc một đoạn đệ nhị trọng thiên nhân hợp nhất cũng giống như thế mà đệ tam trọng cảnh giới liên quan đến đến thế vận dụng. Đây là một loại huyền diệu khó giải thích, tuyệt không thể tả hoàn toàn mới cảnh giới. Thiên nhân hợp nhất cảnh kiếm thuật cường giả, một kiếm đâm ra, có phong lôi tương theo, có thế lĩnh ngộ kiếm thế kiếm thuật cường giả, chỉ cần cầm kiếm mà đứng, bất luận cái gì kiếm sĩ ở trước mặt hắn, đều đánh mất trút kiếm dũng khí. Đó là một loại tu hành đến mức tận cùng, có thể hình thành cùng loại với lĩnh vực giống như vô địch uy lực. Một vị kiếm thế đại thừa cường giả, không nên vận dụng chân khí đều có thể khuất phục bất luận cái gì một vị tuyệt thế phía dưới kiếm sĩ không thành tuyệt thế không tụ khí thành biển không dùng lực phá xảo bất luận cái gì kiếm sĩ tại kiếm thế đại thừa giả trước mặt đều giống như một vị yếu ớt hài nhi một khi vương luyện có thế cô động kiếm thế dù là kiếm thế mới thành lập đều có thể quét ngang côn luân các đệ tử bất quá kiếm thế lĩnh ngộ thành lập tại thiên nhân hợp nhất đại thành phía trên Vương luyện chưa đem thiên nhân hợp nhất hiểu được, để tam trọng kiếm thế đối với hắn mà nói, còn có một khoảng cách. Cũng may, thiên nhân hợp nhất tại kiếm thế tầm đó, vẫn tồn tại một cái đặc thù cảnh giới. Hoặc là nói, đây là một cái bất luận cái gì cầm kiếm người tại bất kỳ một cái nào giai đoạn đều có thể lĩnh ngộ cảnh giới kiếm ý. Offline mừng sinh nhật tàn thư viện tại chương 68 đột kích bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 68 Đột kích kiếm ý Là một loại đem chính mình kiếm thuật lý giải, kiếm thuật tín niệm, tinh thần ý chí dung nhập đến kiếm thuật bên trong đích một loại kỳ lạ tồn tại. Một vị phàm nhân, tại chí thân bị cự thạch đập trúng lúc, tuân theo lấy nhất định phải cứu ra cái kia vị trí thân tín niệm, có thể bộc phát ra viễn siêu hắn cực hạn lực lượng, đem cự thạch dịch chuyển khỏi, đây cũng là tín niệm chi lực. Một vị võ giả như dùng một hướng không về ngọc thạch câu phần thảm thiết hướng địch nhân đánh tới lúc, dũng khí nhỏ bé địch nhân sẽ bị hắn chiến ý chỗ nhiếp, không dám chống đỡ, đây cũng là tinh thần ý chí chi lực. Mà kiếm ý thì là đem loại này tinh thần ý chí rót vào một loại tín niệm, một loại lại để cho hắn tin tưởng, có thể đào móc ra hắn toàn bộ tiềm lực tín niệm kỳ lạ lực lượng. Tại loại này tín niệm, ý chí dưới sự kích thích, thập phần lực lượng tại trên tay hắn có thể phát huy ra hoàn toàn thật giống như một người tâm tính, ý chí chiến đấu, có thể quyết định thực lực của hắn phát huy đồng dạng. Kiếm ý kích phát, thì là đem người này tâm tính, ý chí chiến đấu, thời khắc bảo trì đỉnh phong cực hạn, thậm chí siêu việt đỉnh phong cực chí trạng thái. Tại 6 năm về sau, loại này kiếm ý kích phát, có thể làm cho bọn hắn lần lượt thay đổi càng không sáng tạo kỳ tích trạng thái, bị 12 vị người sống sót quan dùng một cái êm tai vị xưng, siêu thần một loại chú thuật sư thông qua hiến tế khế ước thú mới có thể đạt tới cùng loại hiệu quả vô thường thần kỹ kiếm ý thực tế là một loại mình tinh thần thôi miên tâm tư càng thuần túy càng có thể luyện xuất kiếm ý vương luyện nhắm mắt lại dần dần nếm thử phóng không tinh thần của mình đạp đạp nửa canh giờ một hồi dục ngựa lao nhanh thanh âm đem vương luyện tự học đi trong bừng tỉnh mở mắt ra vương luyện nhíu mày loại này thuần túy nguyên ở tinh thần mặt tu hành, tại bên ngoài hiển nhiên cũng không thích hợp. Vương luyện sư đệ. Đang khoát hải thanh âm truyền vào. Đang sư huynh. Vương luyện rèm xe vén lên. Rồi sau đó. Hắn thấy được sáu vị nhìn quen mắt kỵ sĩ. Hàng đại, hàng tân, một cái một bộ áo trắng, nhìn về phía trên cùng hai người tuổi tương đương thiếu nữ, cùng với ba cái ba mươi đến sáu mươi nam tử. Bọn hắn hàng tiểu thư có một chuyến tiêu, muốn mời chúng ta tiếp được. Kiếm thuật chân giải. Vâng. Nếu ta nhóm có thế che chở hàng đại tiểu thư một đoàn người phản hồi Đinh Châu, hàng đại tiểu thư nguyện đem cái kia phần kiếm thuật chân giải mặt chúng ta copy một phần. Đang khoác hải đang khi nói chuyện, trong giọng nói hơi có vẻ kích động. Kiếm thuật chân giải, thường diện ghi lại lấy chân khí nhập vi tu hành bí pháp, một khi lĩnh ngộ kiếm thuật nhập vi ta đối với kiếm thuật chân giải không có hứng thú. Vương luyện lắc đầu. Hừ, ta xem căn bản là sợ, không dám nhận đơn. Một bên cùng đợi vương luyện đáp lại áo trắng thiếu nữ hừ lạnh một tiếng, mưu toàn khích tướng. Tiêu du, không thể vô lễ. Hàng đại vội vàng ngăn lại tiêu du nói, rồi sau đó đối với vương luyện chấp tay, các nàng minh bạch, trong cái đội ngũ này tuổi không lớn vương luyện mới thật sự là người nói chuyện. Vương luyện thiếu hiệp, chúng ta lại gặp mặt, ta lời ông tiến về ít nhất, không biết phải như thế nào, người mới bằng lòng tiếp được tờ đơn. Kiếm thuật chân giải sao chép một phần, khác mang một vạn kim. Vương luyện nói. Một vạn kim. Nguyên bản bởi vì tại vương luyện trước mặt ném đi mặt mũi không muốn tùy ý mở miệng hàng tân lập tức mặt tự hắc rồi, một vạn kim tiền thuê, đây quả thực là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Nhưng hàng đại giờ phút này lại có phần lộ ra phách lực, hư tay ngăn lại đầy bùng oán khí hàng tân, lưu loát nói. Sao chép một phần kiếm thuật chân giải, một vạn tiền thuê, ta đáp ứng rồi, vương luyện thiếu hiệp, kế tiếp trên đường xin nhờ ngươi rồi. Có thể, lên đường đi. Vương luyện nói. Chúng ta sáu người đều đã luyện được chân khí, trong đó hàng phúc tổng quản đã là chân khí viên mãn, như cần trợ giúp, vương luyện thiếu hiệp cứ mở miệng. Hàng đại đang khi nói chuyện, trong sáu người tuổi đứng đầu một vị ngoài 60 tuổi lão giả đối với vương luyện chấp tay, chào hỏi, hiển nhiên hắn là hàng đại trong miệng tổng quản hàng phúc. Mặt khác hai trung niên nam tử một người chân khí đại thành, một người chân khí tiểu thành, tự đội hình thực lực mà nói, không chút thua kém tại hùng ưng tiêu cục 19 vị tiêu sư. Vương luyện sư đệ, ta là tính ra ngươi khả năng cần một ít không tệ hảo thủ lấy ra thử kiếm, lúc này mới do bọn hắn tới gần xin chỉ thị đợi đến đội ngũ đi về phía trước, đàn khoác hải nhỏ giọng giải thích. Đàn sư huynh làm vô cùng tốt, ngươi đoán không tệ, ta kiếm thuật mới thành lập, chính cần cường giả thử kiếm, chỉ hy vọng người đến tu vi, không còn là ám ảnh lục lan như vậy cấp độ. Vậy là tốt rồi. Nghe được vương luyện ngôn ngữ cũng không trách cứ, đàn khoác hải thở dài một hơi. Tiêu du nhìn qua ở vào trong đội ngũ cái kia cổ xe ngựa, lông mày nhíu lại. Hàng đại tiểu thư, các ngươi ký thác kỳ vọng cái vị kia côn luân đệ tử, rõ ràng là chân khí đại thành tu vi, bực này tu vi, làm sao có thể bảo vệ chúng ta chu toàn. Huynh trưởng ta cho dù có thể thay các ngươi hai người ngăn chặn mấy vị nhất lưu cường giả, có thể theo sát chúng ta mà đến người truy kích ở bên trong, cao thủ nhất lưu tất nhiên nhưng có một hai người, chúng ta sáu cái, tính cả hùng ưng tiêu cục 19 vị hảo thủ, nhiều nhất đem một vị khí hành chu thiên cường giả bức lui, như là địch nhân quy mô to lớn chúng ta như thế nào ngăn cản. Tiêu Du, ngươi chớ để xem Thường Vương Luyện, không nói đến Vương Luyện người này tu vi được, một chiêu đánh bại chân khí viên mãn hải sa số hàm trưởng xích huyết nha, chỉ cần hắn thân phận, liền có thể thay chúng ta mang đến một ít thêm vào trợ lực. Cung Luân phái tại phía xa Đinh Châu, còn ảnh hưởng không đến chúng ta Thủy Nguyệt Bình Nguyên. Lời nói là như thế, nhưng cái này Vương Luyện lại không tầm thường cung luân đệ tử, tầm thường cung luân đệ tử, năm bất quá 20 có từng có thể học được tuyệt thế kiếm thuật. Ngoài ra, như ta suy đoán không tệ, cái kia vương luyện đối với kiếm thuật chân giải chẳng thèm ngó tới, 89 phần 10, là hắn bản thân kiếm thuật cảnh giới đã nhập vi. Kiếm thuật nhập vi. Hắn. Làm sao có thể? Mặc dù huynh trưởng ta cũng không quá đáng 3 năm trước đây lĩnh ngộ chân khí nhập vi diệu dụng chi pháp, do đó đứng hàng tinh thần bản đơn, sông hạ, tiêu tương kiếm vũ, danh hào, cái kia vương luyện tiêu du lắp bắp kinh hải. Cái kia vương luyện. Kiếm thuật nhập vi. Sợ thật sự. Hàng tân thần sắc âm trầm. Hắn mặc dù bất mãn vương luyện tại trên thuyền buông đoạt hắn danh tiếng, lại không cách nào tránh khỏi vương luyện tu vi mạnh hơn sự thật của hắn. Hàng tân sư huynh. Năm bất quá 20, kiếm thuật nhập vi, mà lại tu hành tuyệt thế kiếm thuật, như thế nhân vật ra ngoài lịch lãm rèn luyện, bách điểu phong phong chủ sao không sẽ phái người âm thầm đi theo. Theo ta đoán chừng, tất có một vị khí hành chu thiên cường giả ẩn thân tại chỗ tối, như vương luyện thực gặp nguy hiểm, hắn tất hội trước tiên ra tay, cứu vương luyện, chờ tại chúng ta một đoàn người ở bên trong, bằng thêm một vị khí hành chu thiên cấp cường giả hộ vệ. Bởi vậy, tại trả lời hắn một vạn tiền thuê yêu cầu là, ta mới có thể không chút do dự. Hàng đại nói, lời của nàng, lại để cho tiêu du, hàng tân hai người thần sắc giật mình. Liên hàng phúc nghe xong cũng âm thầm gật đầu. Khách quan tại hàng tân thiếu gia, hàng đại tiểu thư biểu hiện không thể nghi ngờ xuất sắc nhiều. Đáng tiếc. Hàng đại tiểu thư lại là nữ tử chi thân. Có khí hành chu thiên cường giả tương theo sao? Hy vọng hắn sẽ không để cho ta thất vọng. Tiêu Du nói. Tiêu Du, ngươi vừa rồi phép khích tướng quá mức rõ ràng rồi, vương luyện người này, ta ở chung không nhiều lắm, nhưng hẳn không phải là chính là phép khích tướng có khả năng tả hữu chi nhân, ngươi như vậy với tư cách, sợ sẽ khiến bất mãn ta của hắn. Hừ, hắn đối với ta bất mãn lại có thể thế nào? Ta bất quá lợi dụng hắn bảo trụ kiếm thuật chân giải nhập hàng gia mà thôi, việc này một rồi, từ nay về sau, ta cùng hắn không tương vãn lai, tung hắn đầy bụng oán khí ta cũng mặc kệ hội. Hàng đại lắc đầu, chưa từng nhiều lời. Một đoàn người tập trung tinh thần, cẩn thận từng ly từng tí hướng phía bốn phía dò xét, đề phòng khả năng tao ngộ nguy hiểm. Thời gian, đi qua một ngày. Mà những hướng về phía kia kiếm thuật chân giải mà đến người trong giang hồ cũng không lại để cho vương luyện, hàng gia một đoàn người chờ đợi quá lâu. Giữa trưa ngày thứ hai, trước đoàn xe hành chi tế, hơn 20 kỵ dục ngựa mà đến, mang đến trận trận tiếng động lớn rầm rỉ, nương theo lấy kỵ sĩ đội ngũ tản ra, hơn 20 người một trước một sau, dĩ nhiên đem hùng ưng tiêu cục đoàn xe vây quanh chặn lại. Trong dự liệu địch nhân đã đến, lại để cho thời khắc căng thẳng thần kinh hùng ưng tiêu cục, hàng gia sáu người trầm xuống tâm tư. Bất quá, đương bọn hắn nhìn rõ ràng cái này một đội kỵ sĩ một người cầm đầu về sau, lại là sắc mặt đại biến. Lãnh huyết thập bát ưng, mê vụ tam kiếm, cùng với cửu tiêu long ngâm hải vô cực. Offline mừng sinh nhật tàn thư viện tại. Chương 69 Quyết đấu Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 69 Quyết đấu lãnh huyết thập bát ưng, đồng dạng là tung hoành ở thiên lang lăng nhất đái giang hồ ngang ngược, lực ảnh hưởng càng tại ám ảnh lục lang phía trên, 17 người hợp lực, chống lại khí hành chu thiên cường giả không nói chơi, sở dĩ nói 17 người hợp lực, bởi vì lãnh huyết thập bát ưng trong người cầm đầu phùng thiên ưng, bản thân là khí hành chu thiên cường giả. Về phần mê vụ tam kiếm, thì là tiếng tâm lừng lẫy kiếm sĩ cao thủ, trong ba người người cầm đầu xương trắng chính là chân khí viên mãn, huyển sương mù, huyết vụ làm thật khí đại thành, mỗi một cái đều là tự mê vụ xâm lâm trong vết đi ra cường giả. Người cuối cùng, cửu tiêu long ngâm hải vô cực, năm đó tinh thần bản bên trên cường giả, mọi người tại đây tự nhiên không một người không nhìn được. Lãnh huyết thập bát ưng, mê vụ tam kiếm đã đến cũng thì thôi, cửu tiêu long ngâm hải vô cực tại sao lại đem ánh mắt tăng tại trên người chúng ta. Hàng đại, tiêu du, đang khoát hải bọn người thấy chặn đường tại con đường phía trước 22 người đội hình, nguyên một đám thốt nhiên biến sắc. Lãnh huyết thập bát ưng, mê vũ tam kiếm cũng thì thôi, nhiều nhất đem hắn tính toán thành ba vị khí hành chu thiên cường giả, mấu chốt là cửu tiêu long ngâm hải vô cực, một vị năm đó trèo lên tinh thần bản giang hồ ngang ngược, dù là hắn bị chém tới một tay, thực lực đại tổn có thế đại chu thiên cảnh tu vi, lại đủ để cho bất luận kẻ nào khó có thể thở. Thế cục đã ở hướng của bọn hắn chỗ không thể khống chế phương hướng biến hóa. Cho dù trước mắt mỗi một cái đều là giang hồ hảo thủ, hơn nữa đánh ra thuộc tại danh hào của mình, danh khí đều không kém hơn hắn đang khoát hải, trong đó mấy người danh khí, thực lực xa hơn tại hắn phía trên, tái sinh vi đội ngũ trên danh nghĩa đứng đầu, đang khoát hải vẫn phải là cứng ngắc lấy da trên đầu trước, không biết ta hùng ưng tiêu cục nơi nào đắc tội chư vị. Lại nhắm trúng lãnh huyết thập bát ưng, mê vụ tam kiếm, cùng với hải vô cực đại hiệp huy động nhân lực, ngăn lại ta hùng ưng tiêu cục hành trình. Hùng ưng tiêu cục, rõ ràng dám tiếp được bảo trụ kiếm thuật chân giải tiêu. Lá gan rất lớn. Hải vô cực lạnh lùng nói một tiếng, rồi sau đó ánh mắt bay vọt, quét trong đội ngũ sắc mặt trắng nhật hàng đại, hàng tân, tiêu du bọn người một mắt, nói hùng ưng tiêu cục tất cả mọi người, từng cái tự đoạn một tay, các ngươi bảo trụ người hết thảy giao ra đây, nghe theo, sự tình cứ như vậy được rồi, nếu không. Hùng ưng tiêu cục, chỉ sợ tự muốn trở thành lịch sử rồi. Hải vô cực đại hiệp, cái này kiếm thuật chân giải chính là tiêu tương kiếm vũ, tiêu nhược bạch tiêu đại hiệp sở hữu chi vật, hải đại hiệp thừa dịp tiêu đại hiệp không tại, khi dễ tiểu bối, cướp đoạt tiểu bối chi vật truyền đi sẽ không sợ giang hồ nhân sĩ xưng hải đại hiệp lấy lớn hiếp nhỏ đang khoác hải nói. Chỉ là, hắn mà nói lại đưa tới hải vô cực một hồi cười to. Ha ha ha. Lấy lớn hiếp nhỏ. Ta hải vô cực thanh danh, từ lúc ba năm trước đây bại vào vũ hóa huyền trên tay chi tế đã triệt để bại tận, giờ này ngày này, ta sợ muốn làm, chỉ có không tiếc thủ đoạn, đoạt được hết thảy có lợi cho thực lực của ta tăng trưởng đồ vật, dùng làm cho năm đó thừa dịp ta chán nản, bỏ đá xuống giếng thế hệ minh bạch đồ cợt của ta một cái giá lớn. Người đây là ma đạo làm việc. Ma đạo làm việc, thì tính sao? Hải vô cực vung mạnh tay lên, trong mắt hung quang bắn ra. Đang khoát hải, bớt nói nhảm cho ta nhờ, lựa chọn ta đã cho ngươi, lại dông dài, hôm nay các ngươi một cái đều đừng muốn sống lấy trở lại đông phương đại lục. Theo hải vô cực nói vừa xong, lãnh huyết thập bát ưng, mê vụ tam kiếm nhân thủ có chút tiến lên, mang cho hùng ưng tiêu cục mọi người càng lớn áp lực. Cuối cùng một lớp người đã đến sao? Tại đang Khoát Hải có chút dậy vào tâm tính xuống, Vương Luyện rèm xe vén lên, hỏi một tiếng. Chứng kiến Vương Luyện ra, đang Khoát Hải vội vàng nói: "Vương Luyện sư đệ, ngươi mà lại trở về, ta còn muốn nghĩ biện pháp, Hải vô cực không giống với tầm thường khí hành chu thiên cường giả, hắn năm đó từng nhập tinh thần bản, toàn thịnh thời kỳ, một thân tu vi thẳng bức trăm mạch câu thông phong chủ cấp cường giả, dù là hiện tại bị chém một tay, tu vi hao tổn hơn phân nửa, có thể ba năm qua không ngừng luyện tập kiếm tay trái, nhưng đã khôi phục tới được đỉnh phong sáu thành tiêu chuẩn, chớ nói thảo giới như vậy đột phá không lâu khí hành chu. Thiên cường giả, tuy là ta côn luân tập được cao giai tâm pháp, thường thừa kiếm thuật khí hành chu thiên đệ tử đến, sợ cũng khó chịu nổi hắn đối thủ, ngươi nếu muốn thử kiếm, hải vô cực tuyệt không phải lý tưởng người chọn lựa. Không cần, ta cảm giác, hắn rất tốt. Vương luyện xuống xe ngựa. Công luân vương luyện, sát sinh kiếm, thảo giới là người giết chết. Hải vô cực, phẩm tính như thế nào? Vương luyện đối với lãnh huyết thập bát ưng chờ 22 vị cường giả vọng vây nhìn như không thấy, từng bước về phía trước. Ba năm trước đây, phẩm tính ác liệt, ba năm sau, tội ác tày trời. Tiểu tử, ta đang cùng ngươi nói chuyện, ngươi không có nghe được. Hải vô cực sắc mặt dữ tợn. Ngươi vừa mới dục ngựa tới, ta đã cảm giác được sát khí của ngươi, bất luận ngươi vì ai mà đến. Vương luyện tại hải vô cực phía trước 10 em mờ đứng lại. Xuất kiếm. Hải vô cực trong mắt bỗng nhiên bắn ra ra làm cho người ta sợ hãi hung quan. Tiểu tử, ngươi hẳn là không biết, ta thích nhất làm sự tình, tự là hành hạ đến chết cái loại này tự xưng là bất phàm thiên tài đệ tử, thực tế đại phái đệ tử, càng là ta đầu tiên săn giết đối tượng. Côn Luân Phái Nếu như Ninh Thiếu Dương, Giang Hải Lưu Đích Thân đến, còn có thế thoáng để cho ta coi trọng một hai, có thế ngươi. Cái gì đó? Đã ngươi muốn tìm cái chết, ta thành toàn ngươi. Bành. Hải vô cực nói vừa xong, thân hình một tung, dưới chân phát lực. Hí. Tại dưới người hắn cường tráng ngựa phát ra một hồi thống khổ hí dài, trực tiếp phúng huyết ngã xuống đất, tại chỗ đã chết, mượn nhờ phản xung chi lực, hải vô cực tự như ưng kích trường không, bay lượng mà lên, trong tay bảo kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ, hình thành một mảnh sáng lạng lôi quang. Lôi lệ trảm. Hải vô cực bay lên trời, một kiếm chém xuống nháy mắt, vương luyện thân hình dừng lại, rút kiếm tư thái. Đây là kiếm sĩ chỉ mỗi hắn có tư thái, chuyên môn để mà thi triển bạc kiếm thuật. Rút kiếm ra khỏi vỏ nháy mắt, ba dây gian, quy lực đem trèo đến cực điểm gây nên, thường thường có thể cho mục tiêu một kích trí mạng. Bang trong tay điện cực kiếm theo sát ra khỏi vỏ mang theo ra một cổ hạo nhiên bàn bạc lôi đình sức mạnh to lớn rồi sau đó tư thái hoán đổi kiếm thuật thi triển một kiếm trảm thiên trảm thiên quyết chính diện đón đánh vương luyện lựa chọn đúng là chính diện đón đánh chính là chân khí đại thành tu vi đón đánh một vị đại chu thiên cường giả chân khí kém suốt ba cái cảnh giới sao mà điên cuồng như thế một mạng, không rõ vương luyện chính thức sâu cạn đang khoát hải, hàng đại, tiêu du bọn người, nhìn không được kêu lên. Coi chừng. Không thể liều mạng. Phanh. Trong tiếng kêu sợ hãi, hai thanh tinh túy bảo kiếm, tại trong hư không nhanh chóng va chạm. Ánh lửa bắn ra, lôi đình nổ. Hải vô cực khí hành chu thiên, mà lại là đại chu thiên chân khí tu vi, mặc dù hắn tự ngựa bên trên bay vút mà lên, một kiếm chém xuống, cũng không ở vào đỉnh phong, có thế một kiếm này chém ra, uy thế sao mà mênh mông cuồn cuồn. Bất quá, vương luyện bản thân đã thiên nhân hợp nhất, mà lại tại xuất kiếm lúc, cố ý thi triển bạc kiếm thuật, thai ngán kiếm thế, đem một kiếm này uy lực phát huy đến mức tận cùng, hơn nửa dịch kiếm thuật chỉ mỗi hắn có nhược điểm công kích, tiên cương kiếm thuật kiếm cương gia trì, khí thế khách quan tại hải vô cực một kiếm, lại không kém nửa phần. Bành Hai kiếm va chạm, lại để cho trong hư không vang lên một hồi trầm đục, cuốn ra một hồi khí bạo, vương luyện nơi sống yên ổn, càng là bụi đất tung bay. Có thế kết quả cuối cùng. Đạp đạp đạp. Vương luyện thân hình nhanh lùi lại, liền lùi lại sáu bước. Hải vô cực cũng chưa từng chiếm được bất luận cái gì tiện nghi, thân hình bay vút, sau này một phen, lúc này mới khó khăn lắm hạ xuống mặt đất, cho dù thân hình không động, có thể sắc mặt lại một hồi khó coi. Ngang tay. Hắn hải vô cực, đường đường đại chu thiên cảnh cường giả, một kiếm đánh ra, nhằm vào một vị chân khí đại thành tiểu bối kiếm sĩ, lại chưa từng chiếm được nửa phần tiện nghi, hai người cân sức ngang tài. Ngẫm lại vương luyện không đến hai mươi tuổi thọ, lại nhìn hắn hải vô cực, ba mươi mốt tuổi đỉnh phong niên hoa. Tuy là ngang tay, có thể thắng bại, dĩ nhiên rõ ràng. Offline mừng sinh nhật tàn thư viện tại. Chương 70 Lại dết bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 70 Lại dết, đã ngăn được. Đúng là đã ngăn được. Một vị chân khí đại thành kiếm sĩ, lại ở chánh diện đã ngăn được một vị đại chu thiên cảnh cường giả một kiếm. Lãnh huyết thập bát ưng thủ lĩnh phùng thiên ưng vẽ mặt vẽ mặt. Mà ở vừa rồi hải vô cực cái kia thanh thế mênh mông cùng cùng nguyễn như phong lôi thiên phạt một kiếm hạ cơ hồ khó có thể thở dốc đang khoát hải, thì là đột nhiên quát to một tiếng, tốt. Một cái chữ tốt, đạo tận trong lòng thoải mái đầm đìa. Vương luyện thiếu hiệp, có thể chính diện ngăn lại cửu tiêu long năm hải vô cực một kiếm. Hàng đại, tiêu du hai người mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Công luân đệ tử, chẳng lẽ đều cường đến trình độ như vậy? Hàng tân cảm thấy không cam lòng, có thấy càng nhiều nữa, thì là tận mắt nhìn thấy bực này khủng bố kiếm thuật sau đích nản lòng thoái chí, đồng dạng tuổi, vương luyện dương hiện ở trước mặt hắn lại là một loại lại để cho người tuyệt vọng cường đại đang khoác hải phùng thiên ưng hàng tân hàng đại tiêu du bọn người khiếp sợ mang cho hải vô cực một loại trước nay chưa có thẹn quá hóa giận những người này xem ánh mắt của hắn cơ hồ khiến hắn nghĩ đến ba năm trước đây bị hắn tùy ý vũ nhục về sau cũng bị phản kích chém xuống hắn một tay tuyệt thế thiên kiêu vũ hóa huyền đi chết đi nương theo lấy một hồi quát lớn hải vô cực chạy vội tiến lên kiếm như phi hồng giờ khắc này, hắn thầm nghĩ dùng tốc độ nhanh nhất, dùng lôi đình vạn quân uy năng, đem vị này công luân phái hoàn toàn mới thiên tài, triệt để phá hủy, nghiền xương thành tro. Phong hành kiếm. Ông ông. Vương luyện trong đầu suy nghĩ sôi trào, toàn bộ bay tán loạn thế giới trong mắt hắn trở nên chậm chạp. Không. Không phải thế giới trở nên chậm chạp, mà là. Suy nghĩ của hắn trở nên nhanh hơn. Tại loại này thế giới phản phất chậm chạp tầm mắt xuống, hải vô cực cái kia phi hồng một kiếm ám sát quỷ tích, trong mắt hắn trở nên vô cùng rõ ràng. Hưu. Một kiếm ám sát. Đồng dạng là nhanh đến mức tận cùng một kiếm, một kiếm này, vững vàng rơi xuống hải vô cực trên kiếm phong, sinh sinh đưa hắn nguyên bản lập lệ đến vương luyện sau lưng cho hắn trí mạng một kiếm hải vô cực chặn dết mà xuống. Phanh. Ánh lửa bắn ra, nương theo mà đến còn có một cổ hùng hậu đến cực điểm chân khí khí lãng. Vương luyện nơi sống yên ổn tại hai kiếm chạm nhau nháy mắt, xuất hiện một cái dấu chân, cái kia cầm kiếm tay phải càng là không ngừng chấn động, ống tay áo, trong khoảnh khắc liệt thành tấm vải, có thế thân hình của hắn, lại chưa từng lui về phía sau nửa phần. Không chỉ như vậy, ngăn lại một kiếm này, sinh sinh các đức hải vô cực công kích tiết tấu về sau, vương luyện bồn lôi 36 kiếm dĩ nhiên toàn diện đâm ra. Không. Sáp nhập vào khoái kiếm, dịch kiếm thuật bồn lôi 36 kiếm, đã không thể lại xưng là chính thức bôn lôi 36 kiếm, xen vào 36 kiếm nhanh như tật phong, xen vào vương luyện thiên nhân hợp nhất mỗi một kiếm có sức gió tương theo, xen vào vương luyện sở tu chân khí vi phong lôi tâm quyết, hắn càng muốn đem cái môn này hoàn toàn mới kiếm thuộc mệnh danh là phong lôi 36 kiếm. Phong lôi 36 kiếm một khi thi triển, dĩ nhiên bộc phát ra làm cho người chú mục chính là uy lực, 36 kiếm, kiếm kiếm nhanh như tật phong, thế như lôi đình mà lại thành cuồn cuộn giang hà xu thế không ngớt không dứt, trực tiếp đem hải vô cực hoàn toàn bao trùm, mặc dù biển vô cực chân khí hùng hậu, bộc phát ra phản kích thế đại lực chìm, có thể phong lôi 36 trên thân kiếm bổ sung kiếm cương, thực sự đủ để đem vẻ này hùng hậu chân khí xé rách hơn phân nữa. Hơn nữa, vương luyện hiểu rõ hải vô cực sơ hở, chuyển công hắn đoạn đi một tay thân hình phía bên phải, khiến cho hải vô cực liên tục hồi phòng, trong lúc nhất thời, người ở bên ngoài xem ra lại phản phất là vương luyện đem hải vô cực hoàn toàn áp chế, áp chế. hắn đường đường cửu tiêu long ngâm hải vô cực, có thể nào bị một cái tiểu bối áp chế? A, à, tiểu tử, ngươi thật cho là loại thủ đoạn này làm gì được ta? bị vương luyện áp chế hơn 10 hiệp thủy chung không cách nào phá cục, hải vô cực thẹn quá hóa giận chi niệm thiêu đốt cực hạn, nương theo gầm lên giận dữ, lại là chân khí lưu chuyển, sinh sinh dùng bả vai kháng trụ vương luyện một kiếm co rút lại cơ bắp, vận chuyển chân khí, gắt gao cố ở vương luyện lực đạo đã hết một kiếm này. Chết! Không để ý máu tươi bay vụt, hải vô cực kiếm tay trái chém ngang mà ra, giật tán chân khí mang tất cả cùng cùng khí lãng, áp chế khí lưu, hình thành kiếm khí, vương luyện nếu muốn né tránh, duy nhất phương pháp là buông tay, quan kiếm. Thời khắc máu chốt, vương luyện tư duy vận chuyển tới cực hạn, một hơi kéo lên đến gấp 5 lần thế giới tốc độ bị thả chậm gấp 5 lần, ra sao loại khái niệm. Đó là khí lưu áp suất hình thành rung động đều có thể mắt thường có thể thấy được rõ ràng. Trong nháy mắt, vương luyện bắc đã đến hải vô cực một kiếm này đâm ra ẩn chứa sơ hở. Cân đối. Mất đi một đầu cánh tay, đối với hải vô cực ảnh hưởng lớn nhất, không phải kiếm thuật, mà là thân hình cân đối. Niệm một đến này, vương luyện buông ra tay phải, thân hình có chút một nghiêng, thân hình như muốn nghiêng gian hướng phía hải vô cực phía bên phải đi vòng quanh rồi sau đó tại hải vô cực một bước bước ra tiến hành truy kích đồng thời tay trái điểm ra dùng không thể tưởng tượng nổi góc độ điểm trúng hải vô cực một kiếm này trong thân kiếm bên cạnh lại để cho hải vô cực chém dết tới một kiếm kiếm nhanh chóng nhanh hơn cân đối bị nhanh chóng đánh vỡ hưu nhanh như lưu quan một kiếm trực tiếp từ vương luyện hơi chút nghiêng ngửa ra sau mi tâm phía trên chém ngang mà qua mang đi một sợi tóc mà hải vô cực thân hình lại là ở ngoại lực ảnh hưởng hạ giống như hóa thành con quay, ác ngăn không được vòng vô một cái nửa vòng. Chờ hắn ngạc nhiên bừng tỉnh ổn định lúc, vương luyện tay trái cầm ra, cầm chặt lúc trước bị kẹp lấy điện cực kiếm chui kiếm. Hải vô cực có lẽ chân khí được, có thể ở vương luyện lực đạo đã hết lúc kẹp lấy vương luyện bội kiếm, nhưng lúc này vương luyện mặc dù tay trái cầm kiếm, lại lực đạo chính thịnh, nhẹ vừa rút kiếm, trực tiếp bị phá vỡ hải vô cực chân khí giam cầm rồi sau đó thân kiếm hoành rồi, làm cho hải vô cực chính thức hóa thân con quay, hoàn toàn 360 độ vòng tròn xoay tròn. Nhanh. Toàn bộ quá trình, thật sự quá nhanh. Nhanh đến làm cho người đáp ứng không xuể. Trước mặt mọi người người tự bất thình lình biến cố chính giữa giật mình tỉnh lại lúc, vương luyện tay trái cầm kiếm, đã tại hải vô cực trên người lôi ra một đạo cự đại vết kiếm, thừa dịp hắn chưa triệt để khôi phục cân đối lập tức, tay phải niết chỉ thành kiếm, lại lần nữa điểm dết mà xuống, vững vàng rơi vào hải vô cực trái tim chỗ hiểm. Bành. Chân khí nhập vào cơ thể. Hải vô cực ngực trên vị trí hai tầng vạt áo lập tức nát bấy, nổ thành bố mảnh. Răng rắc. Gãy xương thanh âm rõ ràng tiếng vọng. Là hải vô cực ngực xương sườn đứt gãy thanh âm. Cũng có vương luyện xương tay sai chỗ thanh âm. Gấp năm lần tư duy, khiến cho hắn bản thân tốc độ nhanh đến mức tận cùng đồng thời, nhưng không cách nào cam đoan tinh thần cùng thân hình hoàn mỹ cân đối làm cho trực tiếp kết quả là dù là rất nhỏ cử động đều muốn khiến cho toàn thân kéo thương vô luận lúc trước thân hình nghiêng hay vẫn là tay trái điểm ra cái kia không thể tưởng tượng nổi một ngón tay hay vẫn là giờ phút này dùng chỉ thay kiếm đối với thân thể của hắn mà nói đều là độ cao phụ tải hắn có thể cảm giác thân hình bên trong phát ra cái chủng loại kia không chịu nổi gánh nặng rên rỉ cũng may đã đủ rồi Vương luyện tư duy vận chuyển nhanh chóng hạ thấp, tại hải vô cực bị một ngón tay điểm trúng trái tim chỗ hiểm nháy mắt, thân hình của hắn đã phi tốc lui về phía sau. Tại thân hình hắn bay ngược gian, hắn cũng nên đón hải vô cực lôi đình vạn quân phản kích. Một kiếm đâm ra, khí lãng cuồn cuộn, hùng hậu chân khí trong ẩn chứa hợp kim có vàng liệt thạch vô thượng sức mạnh to lớn. Nhưng, điều kiện tiên quyết là có thể đánh trúng mục tiêu. Cái này lôi đình vạn quân một kiếm, vừa mới ám sát đến vương luyện bức ra bay ngược lưu lại tàn ảnh, mà đợi đến lúc hải vô cực gầm nhẹ một tiếng, lại muốn phát lực thừa cơ đem vương luyện triệt để chém giết lúc, một hồi đau đớn kịch liệt, lại là lại để cho hắn truy kích thân hình đột nhiên chấn động. Chứng tràn khí ngực, tim đập đột nhiên ngừng, nội tạng mạch máu vỡ tan. Một loạt bắn ra bệnh trạng, lại để cho hải vô cực vị này năm đó từng nhập tinh thần bản bên trên nhất lưu cường giả khí huyết đại suy, thành thế rớt xuống ngàn trượng cái kia truy kích thân hình một cái lão đảo, dưới chân mềm nhũng, theo quán tính về phía trước té xuống, thật vất vả đầu gối phải nửa quỳ, chống đỡ thân hình, tay trái liền kiếm đều bất chấp lại nắm, gắt gao che ngực trái tim chỗ hiểm, tự hồ muốn chính mình cái kia đau đớn đến mức tận cùng trái tim móc ra, ban cho hắn hô hấp cùng sinh cơ. Vương luyện bay ngược thân hình đã ngừng lại. Trên thực tế, hắn tự lui ba bước, tránh được hải vô cực cuối cùng bỏ mạng phản công. Ba bước, khiến cho thân hình theo quán tính về phía trước ngã xuống hải vô cực phản phất vừa vặn nửa quỳ trước mặt hắn, cúi đầu, chật vật mà thống khổ hung hăng hô hấp, có thể từng ngụm học phái tạp gia lấy nội tạng máu tươi lại theo hắn miệng lớn hô hấp phun nhổ ra. Ta! Ta làm sao có thể thất bại? Hải vô cực trên mặt tràn đầy thống khổ cùng không cam lòng. Đã xong. Vương luyện đứng thẳng, đã giơ tay lên bên trong đít bội kiếm. Suy một kiếm chém xuống, tiên huyết phi tiên. Nguyên tinh thần bản 36 vị, cửu tiêu long ngâm hải vô cực, đầu thân chỗ khác biệt. Offline mừng sinh nhật tàn thư viện tại. Chương 71 Kinh sợ thối lui Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 71 Kinh sợ thối lui tô Máu tươi bay vụt tràn diện tựa hồ quấy nhiễu đã đến phùng trầm sao thiên ưng hạ tòa kỵ, khiến cho cái này thất BMW phát ra táo loạn hí dài. Một tiếng hí dài, đem phùng thiên ưng tự hải vô cực đầu thân chỗ khác biệt trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại. Giờ khác này, vị này tung hoành thủy nguyệt bình nguyên kiêu hùng nhân vật phản ứng cực nhanh, trước tiên chấp tay. Không hổ là công luân thân truyền đệ tử, nổi danh phía dưới không hư sĩ, hôm nay nhiều có mạo phạm, hôm nào tất nhiên tự mình đến nhà hướng vương luyện thiếu hiệp thỉnh tội, dưới mắt không trì hoãn thiếu hiệp hành trình, cáo từ nói vừa xong, hắn không đợi vương luyện đáp lời, không đợi đang khoát hải, hàng đại một đoàn người có chỗ tỏ vẻ, dục ngựa lách qua, dẫn đầu lãnh huyết thập bát ưng hướng phía một bên phi tóc thối lui. khí hành chu thiên phùng thiên ưng đều trước tiên ly khai, mê vụ tam kiếm tất nhiên là không dám dừng lại, nguyên một đám không nói được lời nào, nhanh chóng rút đi, mà kịp phản ứng đang khoát hải, hàng đại, hàng phút bọn người cũng không chặn đường, thật muốn triển khai sinh tử chém giết bọn hắn một phương mặc dù có thế thắng, lại cũng sẽ có không ít tổn thương. Đào cái hố, chôn. Vương luyện nhìn xem lãnh huyết thập bát ưng cùng mê vụ tam kiếm rời đi, nói một tiếng, tại đang khoác hải tôn kính dưới ánh mắt, quay người phản hồi đoàn xe. Cửu tiêu long ngâm hải vô cực, lại đều bị người này trảm dưới kiếm. Cho dù hải vô cực đoạn đi một tay, tu vi không còn nữa toàn thịnh đỉnh phong thực lực sáu thành, có thể tìm ra thường khí hành chu thiên cường giả nhưng tuyệt không phải hắn địch thủ dưới mắt bị người này giết chết công luân phái kế ninh thiếu dương giang hải lưu về sau lại sinh ra đợi một vị mới đích cường giả tân hỏa tương truyền cường giả không dứt đương thật không hổ là danh môn đại phái đợi một thời gian đợi đến ba người lớn lên đều có hy vọng đứng hàng tinh thần bản hàng phúc nhìn xem vương luyện lên xe ngựa vẻ mặt thổn thức khách quan tại Côn Luân như vậy quái vật khổng lồ, hàng gia tuy là Đinh Châu đại tộc, có thế khí hành chu thiên cường giả trải rác không có mấy, võ lâm thế lực xa xa không cách nào cùng Côn Luân đánh đồng, như chờ vương luyện bước vào khí hành chu thiên chi cảnh, chỉ bằng vào hắn một người, sợ là đã có thế sang bằng hàng gia. Côn Luân đệ tử Tiêu du mím môi, không nói thêm gì nữa. Nàng tự phụ chính mình là tiêu tương kiếm vũ, tiêu nhược bạch mùi mùi, một mực không thế nào đem tuổi trẻ hào kiệt để ở trong mắt, có thế hôm nay. Nằm bất quá hai mươi vương luyện, lại dùng chính mình cường hoành thực lực, đem nạn lúc trước kiêu ngạo, chẳng thèm ngó tới, hung hăng nghiền nát. Ai dám nói vương luyện khí hành chu thiên về sau, không thể đứng hàng tinh thần bản. Ai lại dám nói xuất thân côn luân vương luyện không cách nào khí hành chu thiên. Đi thôi, sớm ngày phản hồi Đinh Châu. Hàng đại nói một tiếng, cũng không nhiều lời có thế trong mắt của nàng lại là lóe ra một loại khát vọng hỏa diễm. Khát vọng trở thành chính thức cường giả hỏa diễm. Thiên tài. Nàng hàng đại tuy là nữ tử, lại cũng không kém hơn bất luận cái gì một vị thiên tài. Vương luyện, hùng ưng tiêu cục đoàn xe rất nhanh rời đi. Đợi đến bọn hắn ly khai không lâu, một đạo thân ảnh tự từng cái bên cạnh trong rừng cây hiện ra. Đúng là bách điểu phong phong chủ phó phiêu vũ tọa hạ tiếng tâm lừng lẫy đại chu thiên thích khách đăng xa. Vị này vương luyện thiếu phong chủ. Đăng xa nhìn thoáng qua bị thổ thạch bao trùm hải vô cực, trên mặt có chưa hoàn toàn thối lui vẻ mặt. Ta ngược lại là minh bạch, vì sao phong chủ lại đột nhiên cải biến chủ ý, toàn tâm toàn ý bồi dưỡng vương luyện thiếu phong chủ rồi dùng bách điểu phong kiềm giữ tài nguyên, không tới ba năm, nhất định có thể lại để cho vương luyện thiếu phong chủ khí hành chu thiên, đến lúc đó. Công luân cao thấp, ngoại trừ phong chủ, trưởng lão tự mình ra tay, trẻ tuổi ở bên trong ai có thể có thể nói hắn hợp lại chi địch ninh thiếu dương giang hải lưu suy một lát đằng xà hay vẫn là thu liễm tâm thần rất nhanh đi vào bị qua loa chôn hải vô cực bên cạnh thi thể bắt đầu đào móc hải vô cực đột ngột xuất hiện chặn đường vương luyện không hợp với lẽ thường đã có không hợp với lẽ thường chỗ hắn tất nhiên là muốn điều tra rõ ràng vương luyện sư huynh Vương luyện phản trở về xe ngựa, nên đón tất nhiên là thường vũ hình vẽ mặt sùng bái ánh mắt. Yên tĩnh, hoặc là, người đi khác một chiếc xe ngựa. Thường vũ hình lập tức câm miệng. Vương luyện nhắm mắt lại, tinh tế cảm ứng đến thân hình mỗi một chỗ truyền đến nặng nhẹ không đồng nhất đau đớn. Kéo thương. Hơn nữa là toàn thân cơ bắp tính, hệ thần kinh kéo thương. Lưu quan cảm ứng thuật, giao phó hắn cao nhất chín lần tư duy gia tốc. Đương nhiên, chính lần tư duy gia tốc chỉ là cực hạn lý luận, với tư cách cao nhất tham khảo giá trị, không chuẩn bị thực tế vận dụng ý nghĩa, mặc dù xuống 8 lần, gấp 7, cũng chỉ có thể thời gian ngắn duy trì, chính thức có thể dùng, chỉ có gấp 6 gia tốc, dù là như thế, nhưng cần tiêu hao nhân thể đại lượng năng lượng. Hơn nữa, cái này chỉ là đơn thuần tư duy gia tốc, cùng nhân thể hệ thần kinh truyền tốc độ gia tăng tồn tại nhất định khác nhau nếu là hắn thông qua đơn thuần tư duy gia tốc cưỡng chế làm cho thần kinh não thần kinh cột sống khống chế thân hình toàn diện tăng tốc nhân thể sẽ gặp bởi vì đại não thân hình tiêu hao năng lượng qua kịch cơ thể tạo thành trước nay chưa có lôi kéo khiến cho đại não mình bảo hộ năng lực khởi động làm cho gia tốc bỏ dở bởi vậy đại bộ phận thời điểm vương luyện lựa chọn đem tư duy tốc độ cùng thần kinh truyền tốc độ cách ly ra tư duy là tư duy thân hình là thân hình lại để cho suy nghĩ của mình dùng một loại siêu nhiên hình thái thờ ơ lạnh nhạt khống chế thân thể của mình để tránh xuất hiện một loạt thân hình không cân đối kéo thương bầm tím chờ trạng thái trải qua không ngừng luyện tập hắn đã làm được có thể cho thân hình miễn cưỡng thích ứng bốn lần tư duy gia tốc ở dưới hành động đáng tiếc vừa rồi vì thay đổi tình thế nguy hiểm hắn đem tư duy gia tốc đến gấp năm lần thương thế không thể tránh được Vương luyện đối với thương thế của mình đã có đại khái về sau, nuốt tiếp theo khỏa xâm đan, bổ sung tinh khí. Rồi sau đó thông qua hô hấp, không ngừng điều tiết bản thân khí quan công năng, tăng cường tế bào sự trao đổi chất, làm cho bị hao tổn, hoại tử khu vực một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Hoàng Mỹ khống chế thân hình từng cái bộ vị, đây là nhập vi gần như viên mãn dấu hiệu. Những chính thức kia nhập vi viên mãn nhân vật tuyệt thế tại có khí huyết bổ sung dưới tình huống, mặc dù bị chém tới một tay đều có thể kích hoạt thân hình tái sinh công năng, do đó làm được tứ chi tái tạo. Vương luyện chưa từng tận mắt nhìn thấy, nhưng 12 người sống sót ở bên trong, Long tộc đệ nhất lực sĩ càng thiên nhai cánh tay, tự từng bị chém xuống qua, mà vương luyện chứng kiến càng thiên nhai, cánh tay phải của hắn lại hoàn hảo không tổn hao gì. Đây là có thể nói tiên ma thủ đoạn. Thời gian trôi qua. Kế tiếp trong vài ngày, có thể nói gió êm sóng lặng. Vương luyện chém vết cửu tiêu long ngâm hải vô cực tin tức truyền lại đi ra ngoài lại không có bất kỳ một người dám can đảm đánh hùng ưng tiêu cục đoàn xe chủ ý chính thức đỉnh tiêm cường giả nhân vật tuyệt thế chướng mắt một sách nhập vi cấp bậc kiếm thuật chân giải mà tuyệt thế phía dưới muốn cướp đoạt cái này sách kiếm thuật chân giải đầu tiên phải suy nghĩ một phen chính mình so với cửu tiêu long ngâm hải vô cực như thế nào vô kinh vô hiểm đoàn xe rất nhanh đã đến hàng nguyệt cảng tại hàng nguyệt cảng hàng gia phát lực một chiếc hai ngày trước ý định rời đi thuyền biển đã tại đâu đó chờ một đoàn người trực tiếp lên vịnh vượt qua bạo phong hải hạp một lần nữa phản hồi đông phương đại lục đông phương đại lục cùng tây phương đại lục có eo biển cách trở ngoại trừ đỉnh tim thế lực tin tức truyền lại cũng mất linh liền mọi người ngược lại không lo lắng gặp được nguy hiểm đợi đến lên bờ tại huyện tuyết trấn nghỉ ngơi một ngày lúc hàng gia cũng phái một vị khí hành chu thiên cường giả mang theo sáu vị chân khí thành công hảo thủ đến đây nên đón, đội ngũ lại lần nữa lớn mạnh, tiểu cổ thế lực càng thêm không dám đơn giản trêu chọc. Rồi sau đó nửa tháng, một đoàn người an an ổn, ổn ổn bước vào Đinh Châu, hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ một thành, vương luyện cùng đang khoác hải phân phát cùng tùy bọn hắn mà đi chúng tiêu sư, lại để cho chúng tiêu sư cùng người thân đoàn tụ, mà hai người bọn họ tắt thì mang theo thường vũ hình thẳng đến cung Luân Sơn Mạch, phản hồi cung luân mà đi. Opferland mừng sinh nhật tàn thư viện tại.